Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện ma quen thuộc được phát trên kênh Sóng Truyện Ma. Trong buổi tối nghe truyện đêm khuya ngày hôm nay, xin mời quý thính giả chúng ta sẽ cùng gặp lại Thiên Tường. Ngày hôm nay thì Thiên Tường sẽ gửi đến quý vị một tác phẩm có tựa đề Cổ Độc Trùng. Sau đây xin mời quý thính giả chúng ta cùng theo dõi và đừng quên nhấn đăng ký kênh và ủng hộ cho các tác giả của chúng ta nhé. Màn sương đêm rét muốt cũng là lúc bóng ma xuất hiện và cũng là lúc cơn thịnh nộ từ quá khứ vọng về. Những cái chết đầy bí ẩn chẳng thể tìm được nguyên nhân, những cái chết tức tưởi đầy đau đớn. Oan hồn cô gái hiện về để cố gắng ám chỉ một thứ gì đó kỳ dị. Sự xuất hiện của những thứ sinh vật đầy gớm ghiếc lấy mạng người chỉ trong gang tấc. Tiếng chim ríu rít trên những cành cây, tiếng gió lào xào giữa ngày mùa thu tạo cảm giác se lạnh. Bên trong ngôi nhà, đám đông đang nâng ly chào đón sự có mặt của một gia đình mới. Thật sự gia đình tôi rất cảm ơn tất cả mọi người. Nhờ sự giúp đỡ tận tình của dân làng mà gia đình tôi mới có thể nhanh chóng có một mái ấm nho nhỏ ở ngôi làng này. Ly này tôi xin kính tất cả ông bà anh chị ở đây. Ông Thổ ngồi ngay ngắn, nâng ly rượu lên, cảm ơn tất cả dân làng đang có mặt. Gia đình ông là người ở phương khác tới đây lập nghiệp. May mắn được dân làng giúp đỡ, dựng xong ngôi nhà trong thời gian ngắn. Phải nói, với ông đây có thể là thành công đầu tiên với gia đình của mình. Một người làng liền nói, Bác Thổ không cần phải khách sáo như vậy. Dân làng chúng ta giống từ lâu tối lửa tắt đèn có nhau, luôn luôn giúp đỡ nhau bất kể khó khăn như thế nào. Vì vậy người ta mới gọi đó là tình làng nghĩa xóm. Gia đình bác tuy là mới chuyển đến, thế nhưng từ nay về sau sẽ sinh sống ở đây, cho nên cũng đã là một người dân làng mộng. Chúng tôi làm sao có thể không đưa tay giúp đỡ được chứ. Nghe từng câu chứa đầy tình cảm của người kia mà ông Thổ không còn kìm được dòng nước mắt. Đâu cần phải nói, chỉ một thời gian chuyển tới đây thôi, gia đình ông đã cảm nhận được tình cảm rất lớn của dân làng. Ông biết ơn nhiều lắm. Gia đình ông Thổ vốn vô cùng khó khăn, cuộc sống túng thiếu đủ điều. Thế nên ông đã quyết định rời xứ đi nơi khác, thì may ra mới tìm được cái ăn cái mặc cho gia đình mình. Cách đây chỉ khoảng chưa đầy một tháng, cả nhà dần chân ở một ngôi làng mộng này thì được người dân giúp đỡ. Khi họ tới đây thì vợ chồng ông và đứa con nhỏ đã đói tới muốn ngất liệm đi. May mà có người phát hiện thì mới thoát chết. Hỏi ra mới biết gia cảnh của họ, nên dân làng quyết định cấp cho gia đình một mảnh đất nhỏ và dựng cho ngôi nhà gỗ. Tiếp theo đó có thể tìm việc để làm ở đây. Ông Thổ nói giọng nghẹn ngào. Vâng, tình cảm của mọi người, Thổ tôi ghi lòng tạc dạ. Cả đời này sẽ không bao giờ quên. Sau này có thể phải còn nhờ mọi người nhiều. Nào, tôi xin phép cạn ly này với mọi người. Nói rồi, ông nâng ly rượu nhỏ lên đằng trước, kính mọi người. Dân làng cũng nâng ly theo. Uống xong nhiều người tranh nhau mà nói. Bác cần giúp gì á, cứ qua hỏi nhà em. Chỉ cần có thể thì chắc chắn nhà em chẳng bao giờ từ chối. Tiền bạc chúng em không có, nhưng mà cái tình cái nghĩa lúc nào cũng dạt dào. Một người khác lại tiếp lời. Phải đi Bác Thổ, dân làng ở đây ai ai cũng vậy. Thật sự chẳng có ai được gọi là giàu sang phú quý gì, nhưng mà sống với nhau rất tình cảm. Bác cần giúp đỡ cái gì thì đừng có ngại. Thấy gia đình bác có cuộc sống ổn định ở làng mình cũng là phước đức cho cả cái làng này. Còn cháu đời sau có khi lại được hưởng cái phước đó. Có phải thế không mọi người? Tất thảy ồ lên gật đầu đồng ý, cười nói với nhau. Hai vợ chồng ông bà Thổ thấy cảnh này thì cảm động lắm. Họ biết sống ở đây tuy giàu có thì không thể nghĩ tới, nhưng cuộc sống có thể gọi là không còn khốn khổ nữa. Mọi người cười nói với nhau suốt buổi trưa, nhưng ở đâu đó trong nhà vẫn còn một nụ cười có phần quỷ dị. Chủ nhân của nụ cười đó đang suy tính một điều gì đó trong đầu. Ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía ông Thổ. Nhưng mọi người còn đang ăn uống và nói chuyện, nên chẳng ai có thể để ý được.
Ăn uống xong họ dọn dẹp, rồi ngồi lại uống trà với nhau. Một người nói: Trà này là do bác Dầm nhà ở cuối làng mình tự tay làm ra đấy bác Thổ à. Ở cái vùng này, chứ chẳng riêng gì làng mình. Dân họ đổ xô tới để tìm mua cho được trà bác ấy làm ra đó. Phải nói là ngon lắm, bác thử xem. Bà Thò giới thiệu loại trà vừa được đem lên. Ông Thổ chỉ biết im lặng, miệng cười gật đầu, rồi khẽ nhấp môi ly trà, hãy còn nóng. Vị của nó lập tức truyền tới khoang miệng. Ông ồ lên: Chà, ngon thật đó bác. Phải nói từ bé đến giờ mới được thưởng thức cái loại trà ngon như thế này. Chà, thơm quá. Bà Thò thấy ông khen thì tỏ ra bất ngờ, mồm lại lớn giọng: Đấy, em đã nói là nó rất ngon mà. Nói rồi bà chỉ tay sang một người đàn ông chạc tuổi ông Thổ, nhìn gương mặt có phần điềm đạm đang ngồi đối diện mà giới thiệu: Đây chính là bác Dầm mà em vừa mới nhắc đó. Bác ấy cũng sống ở đây mấy chục năm rồi chứ chẳng ít. Ông Thổ quay sang nhìn rồi gật đầu chào người đàn ông tên Dầm, xong mặt tỏ ra chút khó hiểu nhìn bà Thò. Hiểu ý, bà nói: Thật ra bác Dầm đây cũng là người ở nơi khác chuyển tới đó. Hình như cũng được 20 năm rồi. Ông Thổ giờ mới hiểu ra thì gật đầu: Hóa ra là vậy. Bà Thò lại tiếp: Vậy hai bác cứ làm quen với nhau đi. Bác Dầm thì quanh năm suốt tháng cứ rủ rú ở trong nhà. Ai cần qua mua trà thì mai ra mới gặp được. Thế nên bác tới đây gần một tháng rồi mới được gặp đó. Hai bác làm quen, mai mốt bác mua trà còn được giảm giá cho. Mỉm cười, ông Thổ gật đầu. Đúng như lời bà Thò nói, đến đây đã gần một tháng. Thế nhưng đây mới là lần đầu tiên ông gặp người đàn ông này. Một người có gương mặt và phong thái có phần điềm đạm. Ông nói: Chào bác, tôi tên là Thổ, còn đây là vợ tôi. Chúng tôi mới chuyển tới làng mình cách đây đâu gần một tháng. Thế nhưng hôm nay mới gặp bác là lần đầu tiên. Vừa nói, ông vừa chỉ tay về phía vợ mình để giới thiệu. Người đàn ông tên Dầm cười điềm đạm, đáp: Vâng thưa bác, rất vui vì làng ta đã chào đón thêm một gia đình mới. Giống như lời bà Thò đây nói, tôi suốt ngày cứ ở trong nhà để làm trà, thành ra chẳng đi đâu cả. Cũng chẳng biết được là trong làng có người mới chuyển đến. Mãi sáng hôm nay, gia đình qua thì mời tôi mới biết. Bác thông cảm bỏ qua cho. Ông Thổ liền lắc đầu: Không có sao đâu bác à, trước sau gì chúng ta cũng đã gặp nhau rồi. Hai ông cười khà khà một tiếng đồng thanh. Ông Thổ lại nói tiếp: Mà phải công nhận trà bác làm ngon thật đấy. Cả đời tôi nếu không ở đây chắc là chẳng bao giờ được thưởng thức cái loại trà ngon tới như này. Cái này e là cứ phải ghé nhà bác đều đều đó. Ông Dầm nghe vậy thì gật đầu cảm ơn. Cảm ơn bác đã quá khen rồi. Trà này nếu đem so với nơi khác thì cũng chưa là gì đâu. Hai ông trao đổi một chút rồi lại tiếp tục nói chuyện với mọi người. Đột nhiên một người phụ nữ còn khá trẻ bất chợt ho lên khù khụ rồi bịt lấy miệng chạy một mạch về phía sau nhà. Bên trong mấy người còn đang ngơ ngác chẳng hiểu gì. Họ nghe được tiếng người kia đang nôn ọe, mấy người phụ nữ liền chạy ra xem. Xuân ơi, cháu làm sao vậy? Sao lại nôn mửa như thế? Người phụ nữ tên Xuân mới gần 30 tuổi, vẫn đang ngồi đó, gục mặt hướng xuống đất. Tất cả những gì cô ăn trưa nay, giờ đây đã bị nôn ra sạch sẽ. Cô chẳng thể trả lời lại vào lúc này. Người kia lại hỏi, mặt đầy lo lắng. Trời đất, sao mà nôn sạch như thế này? Cháu có làm sao không? Nói cô nghe, cô và mọi người dẫn cháu qua gặp thầy thuốc nhé. Xuân vẫn không trả lời, miệng vẫn ho từng tiếng. Cô nôn khan cho hết những thứ ở bên trong người. Người khác liền tiếp. Trời ơi, sao mà nôn ra hết như thế này? Chẳng lẽ thức ăn có vấn đề gì sao? Thức ăn có vấn đề sao? Chắc là không phải đâu. Vì nếu là như vậy, thì mọi người đều phải bị chứ. Đằng này chỉ mỗi cái Xuân nó bị là như thế nào? Bà Thò gật đầu, sau đó lớn giọng. Thế ai đó về kêu thằng chồng nó qua đây đi,
đưa nó đi qua thầy thuốc gấp. Nhiều ý kiến xôn xao của bà con, có người còn cho rằng cái Xuân đang ốm nghén. Xuân bấy giờ mới nôn hết những thứ trong người ra. Cô lấy lại chút sức lực, chỉ lắc đầu mệt nhọc nói bản thân mình không có mang thai. Bà Thò giọng vẫn quan quát. Nôn như này do thức ăn thì không phải, mang thai cũng không. Thế làm sao mà lại bị nôn thế hả con? Ốm thì chắc cũng không đâu, vì sáng giờ cô thấy con đâu có mệt mỏi. Xuân vẫn lắc đầu tỏ ra không biết. Mấy người liền dìu cô đi vào bên trong. Ngồi lên chiếc ghế có tựa, cô thều thào nói với mọi người. Con cũng không biết nữa. Ban nãy đang nói chuyện thì tự nhiên choáng váng, rồi sau đó con buồn nôn dữ dội. Con ho khan vài cái thì nhịn không được nữa mới chạy ra đằng sau. Tiếp đó thì mọi người cũng đã thấy đó. Bà Thò bây giờ có phần nhỏ giọng lại. Bà nói: Thôi nhìn con bé thế này chắc không đi nổi đâu. Ai đó chạy qua nhờ thầy Một tới đây đi. Hai người phụ nữ cùng nhau rời đi. Mọi người ra hiệu cho Xuân nằm nghỉ và không hỏi gì thêm nữa. Giờ thầy qua xem thì may ra mới biết được Xuân đang bị làm sao. Chỉ một lúc sau, thầy Một cùng hai người kia đã quay lại. Tiến nhanh vào bên trong, thầy liền thăm khám cho Xuân. Chồng của cô cũng đã có mặt ở đó đầy sự lo lắng. Thấy thầy, anh ta đứng dậy nhường chỗ để thầy khám cho vợ. Thầy Một hỏi han một số thứ rồi bắt mạch cho Xuân. Xong thầy cau mặt. Lạ nhỉ, chẳng có bệnh gì cả, nhưng nhìn vào sắc mặt của con thì lại rõ ràng là có bệnh. Mọi người nghe vậy lo lắng nhìn nhau. Giờ đến cả thầy Một là thầy thuốc có kinh nghiệm lâu năm còn chẳng xem ra được là cô đang bị làm sao. Nhưng tất cả đều thấy Xuân đang có bệnh, thậm chí là bệnh rất nặng. Thầy Một thở dài. Ta thật sự không xem ra được là con đang bị sao cả. Nhưng mà tạm thời, với những triệu chứng này, ta sẽ cắt thuốc cho con. Chút bảo chồng sang nhà lấy về uống. Trước mắt cứ như vậy đi đã. Xuân mặt mày vẫn đầy sự mệt mỏi, khẽ gật đầu nghe lời thầy. Chồng của cô cũng không khỏi sốt sắng. Em thấy trong người thế nào? Để anh đưa em về nghỉ ngơi trước đã, rồi anh qua thầy lấy thuốc cho em uống. Xuân mệt quá không thể trả lời. Anh dìu cô đứng dậy rồi cõng lên vai mà đưa về. Chẳng ai biết có một ánh mắt đang âm thầm nhìn theo Xuân. Ngày hôm sau, tiếng khóc, tiếng la hét inh ỏi bên nhà của Xuân. Đó chính là tiếng của Tồn, chồng cô. Anh gào khóc gọi tên vợ trong sự hoảng loạn tột cùng. Vợ ơi, em làm sao thế này? Trời đất ơi, tỉnh lại đi em. Anh xin em đó, tỉnh lại đi. Đừng có như vậy mà. Ông Thổ nhà ở ngay gần, đang uống ly trà, thì nghe tiếng khóc. Ông hỏi vợ. Này, có ai đang khóc đúng không bà? Bà Thổ lắng nghe rồi đáp. Ờ, đúng rồi đó ông. Hình như là ở gần nhà mình đó. Hình như là của đàn ông. Đang gọi tên ai đó thì phải. Còn đang thắc mắc thì tiếng khóc tiếng gào lại vọng tới. Xuân ơi, tỉnh lại đi em. Về với anh. Em đừng bỏ anh như vậy mà. Bà Thổ liền hoang mang nói. Này, ông nghe thấy chứ? Hình như là gọi tên Xuân, là người hôm qua bị nôn ở nhà mình đó. Ông Thổ gật đầu. Ừ, đúng rồi đó, là tên con bé. Nghe tiếng khóc kia chắc là chồng của nó rồi. Trời đất, có chuyện gì vậy? Mau qua đó xem. Hai ông bà lập tức chạy sang. Mới ra đến cổng nhà thì đã thấy thêm mấy bóng người hớt hải chạy về hướng nhà của Xuân. Biết rằng đã có chuyện, hai ông bà một mạch mà chạy tới. Tới nơi, đám đông đã vây kín ngôi nhà của Tồn và Xuân. Anh ta đang ngồi gục ở bên giường, khóc nức lên từng tiếng. Phía dưới đất hình như còn đang có một vũng máu. Bên trong nhà, một người tiến lại hỏi. Này Tồn à, chuyện này là sao? Xuân, con bé bị làm sao vậy? Tồn vẫn không ngừng khóc, miệng nói như đã nghẹn đi. Vợ của con chết rồi. Tất thảy bàng hoàng
vì lời nói của Tồn. Ông Cẩn lập tức tiến sát lại nơi Xuân đang nằm để kiểm tra. Ông chẳng hay mình đã đạp lên vũng máu dưới đất. Đặt ngón tay lên trước mũi của Xuân, mặt của ông dần tái đi. Ông quay qua nhìn mọi người, ấp úng nói. Con bé chết rồi. Mấy người phụ nữ đứng không vững sau lời xác nhận của ông Cẩn. Chết sao? Mới ngày hôm qua, Xuân còn đang rất khỏe. Cô còn cười nói rôm rã trong bữa ăn tại nhà mới của ông bà Thổ. Vậy mà giờ đây, cô đã ra đi vì chẳng một lý do nào cả. Ông bà Miên là cha mẹ của Xuân lúc này mới qua đến. Vừa lúc nghe được ông Cẩn nói rằng Xuân đã chết, thì chạy sộc vào bên trong. Ngồi quỵ xuống trước giường cô đang nằm mà gào khóc ai oán. Họ cũng chẳng bận tâm mình đã đạp lên vũng máu bên dưới. Mãi một lúc sau, Tồn đã như người mất hồn sau sự ra đi của người vợ. Ông Cẩn và vài người khác ngồi sát bên hỏi. Chuyện là như thế nào? Sao con bé tự nhiên lại ra đi đột ngột như vậy? Còn cái vũng máu kia là sao? Tồn vẫn ngồi im. Câu hỏi của ông Cẩn vẫn đang vang vọng bên tai. Nhưng anh lúc này đã chẳng còn bận tâm nữa. Người cứ thẫn thờ, nước mắt nước mũi vô thức trào ra. Mấy người phải gặng hỏi liên tục. Anh khẽ lắc đầu. Mất thêm một thời gian, anh mới nói. Cháu không biết. Cháu thật sự không biết. Hôm qua đưa cô ấy về nhà thì mặt chỉ thấy chút mệt thôi. Hỏi thì vợ cũng nói là mệt, nghỉ một chút là khỏe. Nhưng vì không yên tâm, cháu vẫn chạy qua nhà thầy Một để lấy thuốc, để cho cổ uống. Uống xong thì cổ khỏe lại, hoàn toàn tỉnh táo, cứ như là chưa từng bị làm sao vậy. Đến ban nãy ăn cơm xong thì đột nhiên lại bảo mệt trong người, muốn đi ngủ. Vừa nằm xuống kia thì... Ông Cẩn liền gặng hỏi, khi thấy Tồn ngập ngừng. Thì sau đó làm sao? Có chuyện gì? Tồn ấp úng mãi mới nói tiếp được. Đột nhiên, cậu nói là đau quá. Cảm thấy như có thứ gì đó đang bò ở trong người. Nó còn cắn cổ nữa. Xong rồi vợ con cứ lấy tay, đập vào khắp cơ thể. Còn cản lại thì cô ấy lại nói rằng thả ra, chúng nó đang cắn. Cắn đau lắm. Càng cố cản thì vợ con càng dùng lên đẩy con ra ngoài. Thêm một lúc thì lại nôn ra toàn là máu. Rồi ngay lập tức liệm đi, đổ gục xuống. Còn tiến lại xem thì Xuân đã chết rồi. Đám người cảm thấy kinh hãi trước những lời mà Tồn kể. Cái chết của Xuân có gì đó rất kinh dị. Họ nghe mà chẳng biết rốt cuộc trước khi chết cô đã gặp phải chuyện gì. Theo như lời của Tồn thì cô cứ liên tục kêu đau. Đau như có con gì cắn ở trong người. Đau đến mức cô phải ra sức để tự đập vào cơ thể của mình. Cơn đau kéo dài cho đến khi cô học máu ra mà chết ngay lập tức. Mấy bà nghe vậy liền hoảng hốt. Trời đất, cái chuyện gì mà nghe kinh vậy? Tội con bé quá, mới ngần ấy tuổi. Trời đất ơi, nhìn nó vừa thấy kia thì biết chắc chắn lúc đó nó đau tới mức như thế nào. Mấy bà cũng chỉ biết bụm miệng, mặt đầy thương xót cho sự ra đi của Xuân. Nhưng ai cũng rõ, trước khi chết cô đau đớn như thế nào. Nhìn vào thi thể của Xuân hiện tại, toàn thân cứ co quắp lại, mắt lồi muốn ra ngoài, mặt méo xệch, máu vẫn còn nhễu ra từ miệng. Điều đó chứng tỏ cô đau đến nhường nào. Đêm hôm đó tại nhà của ông Thổ, dân làng lo hậu sự cho Xuân mãi đến tối muộn mới về. Ông Thổ cũng vậy. Nhà mới xây xong, ông nghĩ cuộc sống sẽ được êm ấm. Thế nhưng sự ra đi đầy đau đớn của Xuân khiến ông không khỏi đượm buồn. Từng tiếng thở dài cất lên trong căn phòng nhỏ của hai ông bà. Bên ngoài tiếng gió xì xào, nhiệt độ hạ thấp. Từng nhành lá đung đưa qua những nhịp gió thổi. Nghe giống như giọng ai đó đang thì thầm. Bóng đêm đã phủ kín xung quanh, chẳng để lộ ra những thứ đang xuất hiện ở đó. Trong nhà, ông Thổ vẫn trằn trọc mãi không ngủ được vì nghĩ đến sự ra đi của cô gái gần nhà tên Xuân. Bà Thổ nằm cạnh bên cũng đang nhắm mắt.
nhưng bà đã ngủ hay chưa thì ông cũng chẳng biết. Gió nhẹ nhẹ lùa vào trong nhà qua những khe hở, làm ông Thổ cảm thấy rét buốt. Cái mền mỏng chẳng thể nào khiến ông cảm thấy đủ ấm. Ông Thổ quay người lại vì cảm thấy rất lạ. Sao đột nhiên nhiệt độ giảm nhanh đến như thế? Chỉ vừa mới đây dù lạnh vẫn không đến mức, nhưng giờ đã trở nên tê tái. Quay qua, ông thấy cánh cửa sổ đã bị mở ra từ khi nào. Ông chép miệng. Trời đất, bảo sao mà lạnh như vậy cơ chứ? Khẽ ngồi dậy vì sợ vợ tỉnh giấc, ông đứng lên toàn đóng cánh cửa sổ lại, thì mắt nhìn ra bên ngoài. Trong đêm đen, màn sương đêm đã phủ kín, khiến cho cái lạnh rét muốt càng ngấm vào da thịt. Đột nhiên, ông dừng lại, mắt nheo nheo nhìn ra phía bên ngoài. Trong màn sương đêm đang đổ xuống, hình như có một bóng người đứng ở đó. Sương vẫn mờ mịt đổ xuống, bóng người đó vẫn đứng im tại chỗ. Ông Thổ cố gắng hết sức để nhìn xem có thật là đang có người đứng đó hay không. Hơi thở của ông chậm lại, toàn thân ông run rẩy vì lạnh, và có thể là vì cả cái cảm giác đang xuất hiện ở trong đầu. Phải mất một lúc, ông mới xác định đúng thật là đang có bóng người đứng đó, nhìn vào ngôi nhà của ông. Ông hỏi nhỏ. Này, ai đang đứng đó vậy? Giờ này rồi tới đây tìm tôi làm gì? Bóng người vẫn ẩn hiện trong màn sương đêm, lúc mờ lúc tỏ, lúc lại như đi xa, lúc lại hướng về gần nơi ông Thổ đang đứng. Điều này làm ông thấy rùng mình. Nửa đêm lại có người cứ đứng ở trước cửa với điệu bộ kỳ quái, quả là khó hiểu và hơi đáng sợ. Ông lại cất giọng hỏi, chỉ đủ để cho người kia có thể nghe được. Này, tôi hỏi là ai đứng đó vậy? Tìm tôi có việc gì không? Vẫn không có ai đáp. Ông Thổ bây giờ dường như cảm xúc lẫn lộn, vừa có chút sợ, vừa thấy khó hiểu, và còn có cả chút bực mình vì người lạ kia. Ông định đi ra hỏi cho rõ, nhưng chưa kịp quay đi thì bóng người bên ngoài hình như đang cử động. Bàn tay trái của người đó khẽ nhấc lên, chỉ về phía dưới đất, bên cạnh của mình. Bàn tay đó đưa lên một đoạn rồi dừng hẳn. Ông Thổ bây giờ mới chú ý, dồn sự tập trung theo hướng bàn tay đó. Cả người như nín thở mà chẳng hiểu vì lý do gì. Màn sương bên ngoài vẫn dày đặc, sự giá rét vẫn còn truyền tới toàn thân. Nhưng ông lúc này lại vã đầy mồ hôi ở trên mặt. Đằng trước sân, bóng đen của người kia giữ nguyên tư thế, tay chỉ vào thứ gì đó nằm ở dưới đất. Ông Thổ nuốt nước bọt, mắt chăm chú nhìn. Trời quá tối, sương quá dày, nên mãi mà ông chẳng nhìn rõ được là gì cả. Mắt phải rất tập trung thì ông mới thấy ở dưới sân nhà đang có một vũng nước đen ngòm. Là sương động lại sao? Không phải. Sương dù dày nhưng để động lại thành vũng như thế trên một mặt sân còn khá bằng phẳng thì rất khó. Vậy thì rốt cuộc thứ đó là gì? Ông nhủ thầm rồi lại hỏi. Là ai vậy? Sao không trả lời tôi? Một lần nữa ông Thổ cất tiếng hỏi, nhưng kết quả vẫn vậy, chẳng có ai đáp lại ông. Tới đây thân ảnh của người kia mờ dần theo những màn sương còn dày đặc hơn ban nãy. Thứ duy nhất ông có thể thấy lúc này chỉ còn lại vũng nước kỳ lạ đó. Ông Thổ nuốt nước bọt, hình như ông vừa thấy gì đó. Bên trong cái vũng nước hình như có thứ gì đó vừa động đậy. Nín thở thêm một lần nữa, ông cố nhìn cho rõ xem đó là gì. Quả tình trong vũng nước có thứ gì đó đang ngọ nguậy. Chúng lúc nhúc bò lên nhau. Một con, hai con, ba con, rồi lên đến hàng chục, hàng trăm con đang bò chồng chất lên nhau chỉ trong một vũng nước nhỏ. Thứ sinh vật kỳ lạ đó khiến ông sởn cả gai ốc. Đang chăm chú nhìn, ông chợt ôm lấy cổ mình rồi ho lên khàn khặt. Có thứ gì đó đang bò trong cổ họng ông. Cơn đau từ trong cổ
truyền lên tới đỉnh đầu. Ông ho khan, mặt mày tái mét. Rồi từ trong miệng, một đám dòi bọ lúc nhúc trào ra, rồi rớt xuống dưới đất. Chúng ngọ nguậy bò đi về tứ phía. Ông Thổ mắt vẫn còn mở, thấy cái thứ trào ra từ trong miệng của mình thì càng trở nên kinh hãi, vì đó chính là thứ sinh vật ông thấy ở trong vũng nước. Ông Thổ à, dậy đi ông làm sao vậy? Ông Thổ mở choàng mắt tỉnh dậy, toàn thân toát mồ hôi, người vẫn còn run rẩy. Vợ ông lại càng hỏi dồn. Ông bị làm sao vậy? Mơ thấy cái gì mà cứ ôm cổ, ho lên khù khụ, cứ như là sắp chết ấy. Vừa ho lại còn sặc sụa, phun cả nước miếng ra, còn hét lên ầm ĩ nữa. Ông Thổ mặt đầy sự hoang mang nhìn vợ, miệng thở dốc, cố gắng lấy lại sự bình tĩnh. Đoạn nói. Tôi mơ thấy ác mộng, kinh lắm bà. Mà cứ như là thật vậy. Rõ ràng ban nãy tôi thấy mình nằm mãi mà không thể ngủ được, ấy vậy mà giờ mới biết tất cả chỉ là mơ. Bà Thổ nghe chồng mình nói gặp ác mộng thì mặt đầy lo lắng. Suốt bao năm sống với ông, đây là lần đầu tiên bà thấy chồng mình như vậy. Cũng không hẳn là ông Thổ chưa mơ thấy ác mộng bao giờ, nhưng sợ tới mức lạc thần thế này thì chắc chắn đây là lần đầu tiên. Bà liền hỏi. Thế ông mơ thấy cái gì mà sợ tới như vậy? Kể tôi nghe xem nào. Ông Thổ thở mạnh thêm một hồi thì trấn tĩnh rồi kể lại. Bà Thổ nghe xong sợ lạnh cả người. Bà hỏi. Thế là mơ có người đứng trước cửa nhà mình thật hả? Ừ, đúng vậy đó bà. Ban đầu thì tôi không có nhìn thấy, vì sương mù dày đặc lắm. Trong bóng tối mà tôi còn thấy sương cứ trắng cả trời, thì bà phải hiểu nó dày tới mức nào. Tôi nhìn mãi thì mới thấy ẩn hiện như có người đứng ở đó. Ôi, nghĩ lại ớn lạnh cả người đó bà. Bà Thổ khẽ rùng mình. Bà vốn tính đã sợ ma, nghe chồng kể tới đâu da gà da vịt của bà nổi lên đến đó. Nhưng bà vẫn muốn nghe xem chồng mình mơ thấy cái gì. Bà lại nói. Thế ông có thấy người đó là ai không? Có phải người quen của mình không? Ông Thổ lắc đầu, đoạn im lặng như suy nghĩ gì đó, xong lại nói. Nếu nói không quen thì cũng không đúng lắm. Trong trí nhớ của tôi thì bà biết rồi đó, còn rất là tốt. Thế nên suy nghĩ kỹ lại, tôi vẫn thấy hình như bóng người đó có chút gì đó khá quen. Chỉ là một chút thôi, vì thực sự màn sương quá dày đặc, người đó chỉ lúc mờ lúc tỏ, chẳng biết được là ai. Nhưng nghĩ lại thì tôi chắc chắn đó là của một người phụ nữ đó. Bà Thổ tái cả mặt mũi. Bà sợ hãi nói mãi mới được một câu. Phụ nữ sao? Trời đất, mà có khi nào đó là ai đó dạy báo mộng cho ông không? Ông Thổ thẫn thờ suy nghĩ, xong lại lắc đầu. Không bà, tôi nghĩ nếu mà người nhà mình báo mộng thì ắt tôi phải nhận ra chứ. Hơn nữa có lại như vậy thì cũng phải có gì đó rõ ràng. Đằng này lại chỉ đứng im chẳng nói gì, rồi lại chỉ tay vào cái vũng nước rồi biến mất. Vậy cái vũng nước đó là sao? Ông nói lại tôi nghe xem nào. Thì sau khi bóng người đó biến mất, tôi mới nhìn lại cái vũng nước. Ban đầu chẳng có gì, tôi nghĩ là sương động lại thôi. Nhưng mà ngay sau đó thì tôi thấy có con gì đó nó đang bò lúc nhúc. Một con, hai con, rồi nguyên một đám. Kinh lắm bà. Nhìn cứ như con dòi á. Chúng trắng muốt. Ơi, nghĩ lại mà tôi thấy rùng mình đây này. Nói rồi ông đưa cho vợ xem cánh tay còn đang sởn gai ốc của mình. Ngồi im lắng nghe từng chữ mà chồng kể. Bà Thổ lạnh cả sống lưng, dựng cả tóc gáy. Bà tưởng tượng đến cái sinh vật chồng mình nhắc đến thì kinh hãi chẳng thốt nên lời. Đổi lại là bà mà mơ thấy cái giấc mơ này thì chắc hẳn bà chẳng thể bình tĩnh lại mà ngồi kể như thế. Dòi bà chui ra từ trong cổ sao? Nghĩ thôi đã thấy kinh dị rồi, chứ đừng kể đến mơ hay chứng kiến điều đó.
Hai ông bà ngồi nói chuyện thêm một lúc thì cũng nằm lại cố gắng ngủ. Họ bảo nhau chắc chỉ là mơ, chứ không có gì đâu. Trời lúc này cũng đã gần sáng, con gà còn chưa kịp gáy, thì từ ngoài đường, ông bà nghe như có người đang chạy vội. Ông Thổ mở choàng mắt chạy ra bên ngoài xem là có chuyện gì, thì thấy người đàn ông đang bế thóc một người khác trên vai mà chạy đi. Đằng sau còn có hai người đang chạy theo, tiến vội ra đường. Ông kéo tay người nọ lại mà hỏi. Này bác à, có chuyện gì mà giờ này đã kéo nhau đi như vậy? Người phụ nữ mặt đầy hoảng hốt. Bà Thò, bác còn nhớ chứ, là cái miệng bà nói quăng quát ở nhà bác hôm trước đó. Ờ, vâng, tôi nhớ. Mà bà ấy có chuyện gì vậy? Tôi cũng không rõ nữa. Bạn nãy thấy chồng của bà ấy la toáng lên ở bên nhà đó, thì mới tỉnh dậy chạy qua xem. Mới tới cổng nhà thì ông ấy bế bà Thò chạy sộc ra, mặt lo lắng lắm. Tôi hỏi thì ông ấy chỉ nói vội là bà ấy đột nhiên nôn mửa, nôn đến mực xanh mực vàng rồi ngất liệm đi. Vừa nói ông ấy vừa chạy đi qua nhà thầy Một. Tôi cũng chạy theo sau tới đây thì bác kéo lại đây này. Ông Thổ mặt biến sắc. Nôn mửa sao? Sao lại như vậy chứ? Tôi cũng chẳng biết thế nào nữa, nghe sao nói vậy thôi. Thôi tôi để tôi chạy theo bên ấy xem thế nào đã. Nói rồi bà cũng vội chạy đi. Ông Thổ đứng đó, nét mặt thể hiện sự lo lắng. Không biết bà Thò có làm sao không? Vì mới tiếp xúc vài lần, ông thấy bà ấy tuy cái miệng cứ toan toát, nhưng tâm tình lại rất tốt. Song ông còn cảm thấy lo lắng vì một cảm giác gì đó rất đặc biệt, rất lạ mà cũng rất quen. Nghĩ tới đây, ông không chần chừ. Ông vào nhà mặc vội cái áo lạnh rồi chạy qua nhà thầy Một để xem có chuyện gì. Bà Thổ thấy chồng chạy vội thì không kịp hỏi, chỉ đành chạy theo. Qua đến nơi, nhà thầy Một cũng đã mở cửa. Trời vẫn chỉ mập mờ sáng, con gà lúc này mới gáy lên vài tiếng. Nhưng bên trong nhà thầy là khung cảnh lo lắng. Ông Kim chồng bà Thò mặc vã mồ hôi chờ thầy thăm khám cho bà. Xong sắc mặt của thầy nhanh chóng nhạt đi, thầy nói. Bà ấy không bị làm sao cả, không thể tìm ra được là bệnh gì. Giống như là cô Xuân hôm trước. Trong đám người có mặt ở đó, có cả ông bà Thổ, nghe tới đây thì lặng đi. Ai cũng hiểu ý thầy đang nói là gì. Triệu chứng của bà Thò y hệt như Xuân hôm trước, đang khỏe mạnh thì đột nhiên nôn mửa, nôn không còn một chút gì ở trong bụng. Xuân sau đó khỏe lại, nhưng cuối cùng lại chết một cách đau đớn và bí ẩn, chẳng thể tìm ra được lý do. Nay bà Thò lại gặp triệu chứng giống như vậy, nhưng cũng không tìm ra được bệnh. Thầy Một bây giờ lại là người lo lắng nhất. Suốt mấy chục năm hành nghề thầy thuốc, tuổi đã cao, tóc cũng đã bạc. Đến giờ thầy mới gặp phải một thứ bệnh lạ, một loại bệnh mà thầy chưa từng biết tới hay có đọc qua trong các cuốn sách về y thuật. Nằm trên chiếc giường, bà Thò lúc này đã ho tới cạn sức. Bà nói rằng mình còn muốn nôn, nhưng hiện tại trong người chẳng còn gì để mà nôn nữa. Trời ơi, con bị làm sao vậy thầy? Chẳng lẽ con cũng sẽ chết giống cái Xuân hôm trước sao? Bà Thò nghe về tình trạng của mình hiện tại thì hoang mang, mặt méo máu. Bà biết nếu là như vậy thì trong nay mai bà cũng sẽ chết giống như Xuân mà thôi. Điều này khiến cho bà trở nên tuyệt vọng. Thầy Một và mọi người nghe bà khóc lóc sợ hãi thì thay nhau trấn an. Ờ, không sao đâu, bà cứ bình tĩnh đi. Tôi nhất định sẽ tìm cách cứu chữa cho bà. Nhưng trước hết bà phải bình tĩnh lại, không được hoảng loạn, tránh làm cơ thể càng thêm suy nhược. Nói rồi thầy đứng dậy đi ra sau nhà, sắc liền một ấm thuốc cho bà. Nó cũng giống như thứ thuốc hôm trước thầy đưa cho Xuân uống. Trên nhà mấy người vẫn thay nhau trấn an bà Thò. Bà cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi, đừng có suy nghĩ gì nhiều cả. Yên tâm đi, thầy Một nhất định sẽ tìm cách để chữa cho bà. Bà Thò lúc này cũng đã bình tĩnh hơn. Bây giờ chỉ còn một cách duy nhất, chính là tin vào y thuật của thầy Một. Lúc sau, thầy trở lên nhà bưng theo bát thuốc còn nóng hổi. Tiến lại, thầy ra hiệu cho ông Kim đỡ bà ngồi dậy, rồi nói.
cho bà ấy uống thuốc này đi. Thứ này giúp bà ấy hồi tỉnh nhanh chóng, rất tốt cho cơ thể. Ông Kim chẳng đợi gì thêm. Ông đỡ vợ ngồi dậy rồi đút từng muỗng thuốc cho bà. Lạ thay, chỉ mới uống được nửa bát thuốc, sắc mặt của bà Tho đã trở lại hồng hào. Giọng nói cũng trở nên bình thường, không còn mệt mỏi. Cơ thể cũng khỏe mạnh như chưa từng bị làm sao. Tôi khỏe rồi mọi người à. Trời đất ơi, công nhận thuốc của thầy Mộc công hiệu nhanh thật đó. Tôi cảm thấy trong người bây giờ khỏe hẳn, cứ như là chưa bị làm sao vậy. Nói đoạn bà quay qua cúi đầu cảm ơn thầy Mộc. Cảm ơn thầy rất nhiều nghe. Tiền thuốc bao nhiêu chút nữa con sẽ mang quà trả cho thầy. Thầy Mộc liền lắc đầu. Không cần đâu, tiền bạc cái gì chứ, cứu người mới là quan trọng. Bà khỏe lại như vậy là tốt rồi. Hai ông bà liền cúi đầu cảm ơn thầy. Trước nay dân làng ở đây sống với nhau chẳng bao giờ nói hai lời. Cái nào cho là cho, cái nào bán là bán. Cho nên tình cảm của dân làng cùng nhau tương thân tương ái. Nghe thầy nói vậy, ông bà cũng không dám nói thêm. Họ liền xin phép trở về nhà để còn kịp đi làm. Dân làng cũng lấy làm vui mừng khi thấy bà Tho khỏe lại. Chỉ mấy phút trước thôi còn đang ho khằng khặc, toàn thân tái nhợt. Vậy mà mới uống có nửa bát thuốc thì đã trở lại trạng thái bình thường, nhưng người hoàn toàn khỏe mạnh. Cho nên ai nấy cũng lấy làm yên tâm trong lòng. Duy chỉ có một vài người là lại cảm thấy có gì đó không đúng. Mọi người cũng ra về hết, chỉ còn lại ba người: ông Thổ, anh Tồn và cả thầy Một. Họ nhìn nhau bằng ánh mắt gì đó nghi ngại, nhưng chẳng thể nói ra. Tất cả ba người đều cảm thấy sự khỏe lại nhanh chóng của bà Tho, nhìn vào có thể nói là một điều rất tốt, nhưng ẩn sâu trong đó thì ngược lại, nó hoàn toàn không tốt một chút nào. Người lo lắng sợ hãi nhất lúc này chính là thầy Một. Thầy nghĩ trong đầu. Lạ vậy, thứ thuốc mà mình sắc cho bà ấy tuy là có tác dụng bồi bổ cơ thể một cách nhanh chóng, nhưng thực tế nó cũng phải mất ít nhất là một canh giờ thì mới bắt đầu có tác dụng. Tại sao bà ấy lại khỏe ngay lập tức? Chuyện này ắt hẳn là có vấn đề. Anh Tồn lúc này mặt vẫn còn đượm buồn vì sự ra đi của vợ. Anh xin phép ra về rồi quay lưng bước đi. Còn chưa ra đến cửa thì giọng của thầy Một cản lại. Tồn à, tôi có chuyện này muốn hỏi cậu một chút. Thầy đang trầm ngâm suy nghĩ thì nghĩ tới một chuyện ở trong đầu. Thầy gọi anh Tồn đứng lại. Anh dừng chân ngoảnh mặt lại, nhỏ giọng hỏi. Có chuyện gì vậy thưa thầy? Tồn quay lại nhìn, thầy vẫn đang cau mày, chẳng biết có nên hỏi hay không. Đứng đó Tồn và ông Thổ đang chờ đợi xem thầy muốn hỏi gì. Suy nghĩ thêm vài giây, đoạn thầy bắt đầu nói. Ừ, thực ra thì ta có chuyện này muốn hỏi cậu. Cho ta hỏi, hai người ban nãy có để ý tình trạng của bà Tho hay không? Hai người liền gật đầu. Ông Thổ đáp. Ờ, có thưa thầy, mà có chuyện gì sao? Nói thật với hai người, thứ thuốc mà ta cho bà ấy uống tuy là có tác dụng bồi bổ cơ thể và người bệnh có thể khỏe lại một cách nhanh chóng, thế nhưng nó cũng cần ít nhất là phải một canh giờ sau khi đi vào cơ thể thì mới có tác dụng. Đằng này ban nãy hai người cũng thấy rồi đó, bà ấy mới chỉ uống được nửa bát thuốc thì đã khỏe lại cứ như chưa bị sao, trong khi trước đó toàn thân tái nhợt, ho khan như muốn cạn cả sức, trước đó còn nôn đến mực xanh mực vàng. Vậy thì tại sao mới chỉ uống vào đã khỏe nhanh tới như vậy được? Ta là thầy thuốc, công dụng của những loại thuốc đó như thế nào, kết hợp với nhau có tác dụng gì thì ta phải hiểu rõ. Chuyện này nhất định là có vấn đề. Hai người kia nghe thầy nói mà toát cả mồ hôi, đặc biệt là ông Thổ, vì đó cũng chính là điều ông đang nghĩ đến và thắc mắc. Thầy Một lại hỏi tiếp. Cậu Tồn à, cậu có thể kể lại cho tôi nghe về tình trạng của vợ cậu hôm trước và sau khi uống thuốc của tôi được không? Tồn nghe nhắc đến vợ mình, mặt càng trở nên buồn thảm. Thầy Một liền bảo hai người ngồi xuống chiếc ghế gỗ, rồi chờ đợi.
Tồn suy nghĩ gì đó. Sự buồn bã trong ánh mắt của anh ta, cả thầy và ông Thổ đều nhìn thấy được. Im lặng một lúc, Tồn gật đầu nói: Thưa thầy, hôm đó khi ăn uống ở nhà bác Thổ đây xong, thì con mới chạy về bên nhà có chút việc. Một lúc sau thì có người quay qua báo là vợ con đang bị làm sao, thì mới qua xem. Qua tới thì cô ấy đang nằm nghỉ ở trên giường nhà bác Thổ. Mọi người kể lại là cô ấy bị nôn mửa, nôn nhiều lắm. Thầy qua xem thì mới kê thuốc cho vợ con. Hôm ấy lấy về con cũng sắc theo đúng lời dặn của thầy. Cô ấy uống xong thì liền tỉnh táo, hoàn toàn khỏe mạnh. Cổ không còn bất cứ triệu chứng nào nữa. Dù mừng quá, chúng con chỉ nghĩ là nhờ thuốc của thầy có công hiệu, cho nên chẳng để ý. Đến hôm sau vừa ăn uống xong thì... Tồn nói tới đây, nước mắt đã trực rơi. Thầy liền ra hiệu cho anh dừng lại, không cần nói. Thầy gật gật đầu, ánh mắt hiện lên tia sợ hãi. Ông ấp úng: Này, hình như đúng như ta nghĩ, hai người đó đều khỏe lại ngay khi vừa uống thuốc. Như vậy chuyện này chắc chắn có vấn đề rồi. Thầy Một và Tồn cùng tái mặt, người hơi run. Chỉ có ông Thổ là đang suy tư gì đó nên chẳng nghe thấy gì cả. Ông cứ ngồi im thinh thích sau khi nghe hai người kia nhắc đến Xuân, vợ của Tồn. Trong đầu ông lúc này lại ẩn hiện bóng người đứng trước sân nhà mình trong giấc mơ đêm qua. Cứ nghĩ đến gì đó, ông lại tự mình lắc đầu rồi gạt đi. Mãi mới nghe thấy tiếng của Tồn đang gọi: Bác Thổ, bác Thổ, bác đang suy nghĩ gì vậy? Ông Thổ khẽ giật mình, thoát khỏi dòng suy nghĩ, ngơ ngác nói: Có chuyện gì? Bác nghĩ cái gì mà mặt mày cứ ngợt ra? Bác biết chuyện gì có đúng không? Mau nói cho mọi người biết đi. Không, bác đang suy nghĩ chút thôi, không có gì đâu. Mà hai người nói tới đâu rồi? Thầy Một liền nhắc lại chuyện ban nãy. Ông Thổ nghe xong thì ồ lên: Trời đất, từ suốt ban nãy đến giờ dường như con cũng đã nhận ra cái chuyện đó. Cả Xuân và bà Thò đều bị chứng bệnh giống như nhau, uống thuốc thì liền khỏe. Chuyện này có phần khó hiểu rồi. Thầy Một gật đầu. Tồn im lặng, anh chỉ khẽ cau mày nhìn ông Thổ một cái sau lời ông vừa nói. Bàn tay đang đặt trên đùi cũng bấu nhẹ, nhưng rồi lại thả lỏng, không nói ra điều gì. Ngày hôm sau, tại nhà của bà Tho, một lần nữa không khí lo lắng lại ập đến. Ông Kim vội vàng chạy đi tìm thầy Một, khiến dân làng lại náo động. Họ kéo đến nhà ông xem có chuyện gì. Ông Kim nói với thầy: Thầy ơi, thầy mau cứu vợ con. Chẳng hiểu tại sao ban nãy mới ăn cơm xong, còn đang bình thường, thì đột nhiên nhăn mặt, bụm miệng rồi chạy ra ngoài nôn thốc nôn tháo, mặt mày tái đi. Người cũng như muốn ngất liệm, còn phải đỡ lấy. Dìu bà vào trong thì bà ấy bảo đau, đau quá, rồi thêm một lúc nữa là ngất liệm đi. Thầy Một vừa lắng nghe vừa bắt mạch cho bà Tho, nét mặt vô cùng căng thẳng, mồ hôi mồ kê túa ra như tắm. Thầy thầm nghĩ trong đầu: Tại sao chứ? Mạch vẫn chỉ là như một người đang khỏe mạnh, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thầy như tái mặt đi sau dòng suy nghĩ đó. Giống như Xuân hôm trước, bà Thò có khám như thế nào đi nữa thì cũng chẳng thể tìm ra được bệnh. Bà nằm đó bất tỉnh, sắc mặt tái nhợt, đôi lúc mặt còn nhăn lên, hiện ra vẻ đau đớn. Dân làng thấy vậy thì lo lắng: Thầy ơi, bà ấy làm sao vậy thầy? Sao đột nhiên lại tái nhợt đi như vậy? Thầy Một cứ băn khoăn, không biết có nên nói cho mọi người biết không. Nhưng vì đám người hối quá, thầy cũng đành nói ra: Tôi thực sự không thể khám ra được bệnh gì cả. Mạch tượng của bà ấy hoàn toàn bình thường, không có dấu hiệu của bệnh. Nhưng mà tình trạng sức khỏe này thì lại đang cho thấy bà ấy đang có bệnh rất nặng đó. Đám người hoang mang nhìn nhau, mặt ai nấy biến sắc. Họ cũng đã nhớ ra tình trạng của Xuân mà Tồn đã kể trước khi chết. Bà Tho lúc này cũng đang giống hệt cô. Họ còn đang thắc mắc nhìn nhau thì trên giường, bà Tho mở trừng mắt, lập tức ôm lấy cơ thể của mình, bấu vào cả mặt rồi đến tay chân, phần bụng và cả sau lưng rồi hét lên. Cả đám người thấy bà Tho vùng vẫy thì tay chân như bủng rủng. Ông Kim vội lao tới ôm chầm lấy bà. Bà ơi, bà làm sao vậy? Bình tĩnh đi,
đau chỗ nào nói cho tôi nghe. Bà Thò vẫn không giảm sự la hét. Bà vùng vẫy, tay thì đập vào khắp cơ thể của mình, tay còn lại bấu lấy người ông Kim, miệng hét. Đau quá, chúng nó đang cắn tôi, cứu tôi với. Nước mắt, nước mũi và cả nước miếng trào ra đầy cả mặt bà, dính vào cả người ông Kim. Giữ chặt bãi lại đi, đừng có để bãi tự đánh vào người của mình. Ông Kim nghe vậy thì vùng lấy hai tay của bà mà cầm chặt, không để cho bà tự đánh vào người của mình nữa. Còn thầy thì lấy ra những mũi kim nhỏ châm vào các huyệt đạo. Mãi thì bà mới không vùng vẫy la hét nữa và liệm đi. Ai cũng tưởng mọi chuyện đã ổn, nhưng không, bà lại một lần nữa mở toang mắt ra, tay chụp lấy cổ của mình, ho khàn khặt lên, chẳng ai kịp phản ứng. Ngay lập tức từ trong cổ họng của bà, một ngụm máu tươi phun ra. Bà vẫn không ngừng lại mà phun ra thêm từng ngụm khác. Sắc mặt của bà đang tái nhợt thì đổi biến màu tím liệm. Bà lại một lần nữa hét lên. Đau quá, cứu tôi với, chúng nó đang cắn tôi. Ai đấy đều vô cùng hoảng hốt. Chẳng ai biết thứ bà đang nói là đang cắn mình hay là cái thứ gì cả. Bà Tho lại vật lộn ở trên giường. Sau từng lần kêu đau là một ngụm máu tươi bị phun ra. Bên trong còn có những mảnh vụn gì đó nhìn giống như thịt đã thối rữa. Mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, khiến dân làng phải bịt mồm bịt mũi. Bà Thò quằn quại la hét thêm một lúc, rồi ặc một cái, bà đổ gục người xuống, mắt mở trừng, đồng tử giãn ra, hơi thở cũng tắt hẳn. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, chẳng ai kịp phản ứng gì cả. Ông Kim gục xuống ôm lấy cơ thể của vợ mà gào khóc trong đau đớn. Ông biết vợ của ông đã chết. Cái chết này có thể còn đau hơn Xuân mấy hôm trước. Nó đến quá kinh khủng và quá bất ngờ. Thầy Một cũng đứng đó, gương mặt đầy bất lực, chẳng suy nghĩ được gì cả. Mọi thứ quá nhanh, quá bất ngờ. Bà Tho đã chết tức tưởi ngay trước mặt của thầy, mà thầy chẳng làm được gì cả. Chỉ vỏn vẹn một vài phút, bà đã tắt thở, chẳng còn chút sự sống. Hai chân thầy lão đảo đứng còn không vững. Rốt cuộc chuyện quái quỷ gì đang xảy ra ở cái ngôi làng này? Đã có hai người phải chết một cách vô cùng đau đớn và kinh hoàng. Thất Thiểu trở về nhà sau khi phụ giúp ông Kim lo việc hậu sự cho vợ. Lúc này đã là quá nửa đêm, bầu không khí đã trở nên lạnh lẽo. Ông Thổ liên tiếp thở dài vì hai cái chết thương tâm vừa diễn ra. Đối với một người mới chuyển đến nơi đây, việc như vậy quả thực không khỏi gây ra cảm giác nặng nề trong lòng. Trời đã về khuya, không khí trở nên lạnh buốt. Mãi mê suy nghĩ, ông Thổ chẳng biết được từ khi nào, vây quanh ông màn sương đã trắng xóa, sương dày đến mức ông còn chẳng nhìn được thấy con đường ngay dưới chân để mà di chuyển. Những ngôi nhà ven đường cũng đã bị che lấp, chẳng nhìn thấy gì cả. À, chết thật, giờ này mà sương nhiều như vậy, ông mình đang ở đâu thế này? Đến lúc này, ông dường như đã chẳng còn biết mình đang đứng ở đâu. Phần là người mới chuyển đến, chưa quen đường xá, phần lại bị sương đêm che phủ tất cả. Những gì ông có thể nhìn thấy lúc này là bàn chân của mình ở dưới. Xung quanh là khoảng không gian vô định, chẳng rõ là đang ở đâu. Tí tách, tí tách. Ông Thổ nghe bên tai có tiếng gì đó như những giọt nước nhỏ xuống, tạo ra tiếng tí tách giữa màn đêm u tịch. Chỉ một âm thanh tưởng chừng như hết sức bình thường, nhưng lúc này lại làm cho ông dựng cả tóc gáy. Sự lạnh muốt của những làn sương càng làm ông run rẩy trong người. Ông dừng hẳn lại, vì càng đi ông lại càng không biết là bản thân đang đi đâu. Âm thanh tí tách vẫn bám lấy tai của ông, chẳng hề dừng lại. Lạnh quá, lạnh quá đi mất. Vừa nói dứt câu, mắt của ông liền tập trung vào một bóng mờ đang ẩn hiện ở phía trước. Mờ đến mức dành hết tâm trí, ông vẫn chẳng thể xác định được đó có phải
là của một người nào đó không. Nhưng miệng ông khẽ gọi: "Này, ai đang ở phía trước đây?" Ông gọi phải đến mấy lần nhưng chẳng có tiếng trả lời. Nhưng ông Thổ lúc này càng chắc nịch, có thể là một người phụ nữ, vì trong làn sương dày đặc, thân hình người đó dường như càng lúc càng hiện rõ hơn. "Ai?" Định hỏi thêm lần nữa, nhưng ông dừng lại, nét mặt tái đi, nuốt nước bọt một cái. Ông nhận ra hình như đó chính là bóng người đã xuất hiện ở trước nhà mình hôm trước. Vừa lo sợ, lại có chút thắc mắc, ông ấp úng hỏi: "Này, có phải người đêm qua đứng trước sân nhà tôi không?" Người kia đứng im chẳng nói gì, trên mình mặc bộ quần áo rất quen, nhưng ông vẫn chẳng thể nhớ ra được là ai. Chỉ biết đó là người phụ nữ, toàn thân người đó hiện ra, nhưng gương mặt lại bị màn sương che phủ. Cố gắng lắm, ông Thổ cũng chỉ thấy được khuôn miệng còn đang rỉ ra những thứ chất lỏng gì đó. Nó nhiễu ra, chảy xuống cằm, rồi nhỏ xuống đất tí tách. Thì ra âm thanh ban nãy ông nghe được chính là bắt nguồn từ đây. Ông Thổ cứ đứng chết chân mà nhìn, chẳng hỏi thêm được gì. Đằng trước, người kia cứ đứng im không hề cử động. Bàn tay trái lại một lần nữa nhấc lên, nhưng lần này lại chỉ về ngay dưới chân của cô ta. Ông Thổ đứng im nhìn theo cánh tay của người đó, thì xuất hiện một vũng nước nhìn khá kỳ lạ. Đôi bàn chân của cô gái cũng đang dẫm lên cái vũng nước đó, rồi từ từ hòa vào màn sương mà biến mất. Trong cái vũng nước ấy là những sinh vật giống như con dòi, chỉ có điều là nó rất lớn, lại nhúc nhích bò chồng chéo lên nhau. Chúng đang thì nhau cắn xé thứ gì đó, hình như một quả tim người. Theo từng nhát cắn, máu từ bên trong đó túa ra văng tứ tung. Không chỉ có thể nhìn rõ mồn một cái hình ảnh đó, ông Thổ còn nghe được tiếng của loại sinh vật kỳ dị bò lên nhau, nghe rào rạc rợn cả người. Chúng cứ cắn xé quả tim kia rồi nuốt chửng những miếng thịt nhỏ. Chỉ trong thoáng chốc, quả tim cũng đã bị ăn sạch chẳng còn lại gì. Đám dòi đó lại lặn sâu vào trong vũng máu mà biến mất. Quá sợ hãi, ông Thổ gương mặt há hốc, miệng chỉ ú ớ, chẳng nói được thành câu vì cảnh tượng kinh dị máu me vừa rồi. Ông trợn ngược mắt rồi đổ gục cả cơ thể xuống đất nằm bất động. Màn sương đêm lại phủ kín thân thể của ông, không gian lại im lặng như chưa từng có chuyện gì xảy ra. "Ông Thổ à, trời đất ơi, ông làm sao thế này? Tỉnh lại đi xem nào." Tiếng của bà Thổ, tay lầy lầy cơ thể chồng để gọi ông tỉnh. Mấy người đi cùng bà cũng hoang mang gọi: "Bác Thổ à, mau tỉnh lại đi, bác làm sao thế này?" Ông Thổ bây giờ mới tỉnh lại, ánh mắt mệt mỏi, cơ thể lạnh buốt, lạnh cứ như một người đã chết. Cũng dễ hiểu thôi, vì ông đã nằm ở đây từ đêm hôm qua đến giờ. Tôi đang ở đâu thế này? Lạnh quá." Bà Thổ giọng lo lắng đến mức lạc đi. "Trời đất ơi, ông làm gì mà về không vô nhà nằm ngủ, lại nằm ở trước cổng như thế này? Nói tôi nghe xem, tại sao lại nằm ở đây như vậy?" Ông Thổ mặt nghịch đi, cơn lạnh buốt trong người làm hai hàm răng ông va đập vào nhau. Nhất thời lúc này, ông vẫn chưa thể nhớ ra được đêm qua đã xảy ra chuyện gì. Chỉ nhớ được là đã quá nửa đêm, ông mới ra khỏi nhà ông Kim để trở về. Định hôm sau còn qua phụ giúp gia đình ông Kim lo hậu sự cho vợ, rồi sau đó thì chẳng còn nhớ gì nữa. Bà hàng xóm liền kể: "Trời ơi, sao bác lại nằm ở đó vậy? Sáng nay tôi dậy sớm để chạy qua bên đó, đi từ xa thì thấy lờ mờ như là có người đang nằm ở trước cổng nhà ông bà. Nghĩ rằng có người đêm qua trúng gió mà nằm ngất ở đó, tôi mới vội vàng chạy lại. Nào ngờ tới nơi đó, phát hiện chính là bác." Ông Thổ nghe vậy mặt tái đi. Ông cố gắng nhớ xem tối qua đã xảy ra chuyện gì. Ông thều thào nói: Tôi thực ra cũng không nhớ nữa. Rõ ràng đêm qua muộn quá, tôi mới xin phép trở về để nghỉ ngơi. Lúc về gần tới nhà thì..." Ông nói tới đây thì dừng lại, đầu hơi nhói lên, không thể nhớ tiếp được. Bà Thổ vẫn sốt sắng hỏi:
Thì làm sao? Rồi chuyện gì mà ông lại nằm ngủ ở đó luôn vậy? Ông Thổ lắc đầu. Tôi thật sự là không có nhớ ra được chuyện này. Thôi, bác không nhớ ra được thì cứ từ từ đã. Bà cho bác ấy vào nghỉ ngơi đi. Coi nét mặt thế này, cố thức nữa lại có khi bệnh ra đấy thì khổ. Bà Thổ gật đầu tỏ ý tán đồng, rồi quay sang nói với chồng. Thôi được rồi, ông vào nhà nghỉ ngơi đi, thay đồ đi cái đã. Hôm nay để tôi qua đó giúp là được rồi. Ông đi nữa có khi lại bệnh nặng ra đó. Ông Thổ tuy vẫn muốn qua để giúp đỡ ông Kim, thế nhưng thực sự sức khỏe của ông đang xấu đi vì cả đêm nằm ngoài trời. Một người cũng bắt đầu có tuổi như ông, làm sao có thể chịu được? Ông khẽ gật đầu, miệng thều thào. Thôi được rồi, để tôi vào nghỉ một tí. Chừng nào tôi khỏe tôi qua bên đó. Bà nhớ nói với mọi người một tiếng, không để người ta nghỉ. Bà hàng xóm liền nói. Bà cứ yên tâm nghỉ ngơi đi, không có phải qua làm cái gì cả. Dân làng ở đây sống với nhau nghĩa tình dữ lắm. Chẳng ai nghĩ gì bác đâu, bác đừng có lo. Ông Thổ nghe vậy mới yên tâm bước vào phòng. Ông thay đồ rồi lên giường đi ngủ. Vừa nhắm mắt lại, ông đã ngủ thiếp đi, chẳng còn biết gì nữa. Ngày hôm ấy, đám tang của bà Thò được diễn ra như bình thường. Không khí ảm đạm bủa vây ngôi làng, khiến ai cũng cảm thấy ngột ngạt. Vị sư thầy khâm liệm cho bà Thò lúc này, nhìn vào hiện trạng cơ thể, thì có chút tái mặt. Thầy thầm nghĩ ở trong đầu. Chẳng lẽ ở đây chính là nghiệp sao? Đáng tiếc, ta cũng không thể giúp được. Tang lễ kết thúc, bà Thò cũng đã được chôn cất. Mọi người trở về với những đoạn suy nghĩ riêng ở trong lòng, chẳng ai có thể nói ra. Ông Thổ lúc này vẫn còn đang nhắm nghiền mắt, chưa tỉnh lại. Ông cứ mê man, người nóng rực, gương mặt đỏ bừng. Bên trong cơ thể dường như còn có thứ gì đó đang bò qua bò lại. Chúng có lúc ẩn lúc hiện dưới lớp da của người đàn ông, rồi dừng lại, chẳng còn động tĩnh gì nữa. Với hai cái chết đầy kinh hoàng vừa xảy ra, ngay ngày hôm sau, một cuộc họp làng lập tức diễn ra với sự góp mặt đầy đủ của dân làng. Người đàn ông tên Đồng chính là trưởng làng, dõng dạc nói. Thưa bà con, làng chúng ta vừa xảy ra hai cái chết, đó là của cô Xuân và bà Tho. Hai cái chết phải nói là rất kinh hoàng và đau đớn, thưa mọi người. Thân là trưởng làng, tôi lại chỉ có thể trợ mắt nhìn họ ra đi, mà chẳng thể làm được cái gì cả. Đối với tôi, việc này vô cùng đau đớn. Cả hai cái chết đều là từ một nguyên nhân nào đó, chưa có thể xác định được, khiến dân làng hoang mang. Vì vậy đành phải diễn ra cuộc họp ngày hôm nay. Đầu tiên tôi muốn mời thầy Một, là thầy thuốc của làng ta, nói vài lời về việc này. Thầy Một liền gật đầu đứng dậy chào mọi người. Thầy nói. Thưa bà con, thực sự hai cái chết vừa qua quá thật là đau đớn. Tôi là một thầy thuốc, là chẳng thể cứu được họ. Thân già này cũng chỉ biết tự trách mình. Nhưng tôi muốn nói với mọi người rằng, hai cái chết này có liên quan đến nhau. Cùng là một triệu chứng, một nguyên nhân chết. Cũng là chung một loại bệnh. Nghe vậy một người liền hỏi. Vậy loại bệnh đó là gì thưa thầy? Liệu thầy đã có cách để cứu chữa chưa? Thầy Một thở dài lắc đầu. Tuy không muốn, nhưng ta phải nói hiện tại vẫn chưa có cách để cứu chữa. Nói thật với mọi người, suốt bao nhiêu năm hành nghề y dược, đây là lần đầu tiên ta thấy một loại bệnh kỳ lạ đến như vậy. Nói là bệnh, nhưng lại chẳng phải là bệnh. Như mọi người đã biết đó, triệu chứng của họ rất lạ, hoàn toàn cho thấy là đang mắc bệnh. Nhưng khi khám tôi lại thấy họ chẳng bị làm sao cả. Phải nói đây là chuyện hết sức vô lý. Mấy người nghe thầy nói tới đây nhìn nhau rồi lắp bắp. Bệnh mà chẳng phải là bệnh sao? Rốt cuộc là cái gì mà nghe ghê vậy? Nhưng mà nguyên nhân là do đâu? Tại sao họ bị như vậy? Chẳng lẽ cũng không thể tìm ra sao? Lắc đầu, hơi thở của thầy Một lại càng trở nên nặng trĩu.
chúng ta vẫn chưa tìm ra được nguyên nhân của nó. Vậy trong đây có ai có ý kiến gì về chuyện này không? Chúng ta cùng nhau tìm ra đi. Cả căn nhà im lặng, chẳng ai nói gì cả. Bỗng một tiếng nói của người đàn ông vang lên, xé toang sự yên ắng. Bệnh lạ. Chúng ta hay gọi đó là bệnh lạ đi. Và tôi cũng biết nguyên nhân từ đâu mà ra rồi. Mọi người đang cúi mặt suy nghĩ thì ngẩng mặt sau câu nói vừa rồi. Một người đáp. Bệnh lạ sao? Mà nguyên nhân là gì cậu biết sao? Mau nói cho mọi người cùng nghe đi. Thầy một cũng vội vàng lên tiếng. Tồn, cậu mau nói cho mọi người nghe xem nào. Đúng vậy, người vừa nói rằng mình biết nguyên nhân của tất cả chính là Tồn. Trái với vẻ mặt buồn thảm suốt mấy ngày hôm nay, anh ta trưng ra cho mọi người xem. Bây giờ lại vô cùng nghiêm nghị. Anh khẳng khái nói. Đúng vậy, tôi có thể gần như chắc chắn với mọi người nguyên nhân của thứ bệnh mà vợ tôi với bác Thọ mắc phải, và cũng biết nguồn gốc là ở đâu ra. Chúng ta trước mắt hãy gọi đó là bệnh lạ đi. Triệu chứng và kết quả của nó thì như mọi người cũng đã biết. Còn về nguồn gốc thì chắc chắn là do gia đình bà ta mà ra. Cả đám dân làng hoang mang nhìn nhau. Họ thì thào bàn tán về lời Tồn vừa nói. Thầy một bây giờ nghiêm mặt nói. Này Tồn à, cậu có biết là mình đang nói cái gì không hả? Người khác cũng hoang mang nói. Cậu có biết mình đang nói cái gì không? Tại sao nguồn gốc lại gây ra từ gia đình bà ấy? Bà Thổ bây giờ bị Tồn chỉ thẳng vào mặt mà nói như vậy. Bà đơ cả người. Bà chẳng thể nói bất cứ điều gì. Bên này Tồn vẫn khẳng định chắc nịch. Mọi người cứ bình tĩnh nghe cháu nói tiếp. Suốt bao lâu nay, làng ta sinh sống ở đây chưa từng xảy ra chuyện gì cả. Cũng chưa bao giờ gặp phải chứng bệnh nào quái lạ như thế. Vậy mà gia đình của bà ta chỉ vừa mới chuyển đến làng ta, vỏn vẹn chỉ có một tháng, thì lập tức xảy ra chuyện. Vậy mọi người nghĩ xem, điều cháu nói có đúng không? Cháu thấy rằng có thể chính họ đã mang cái mầm bệnh ấy đến với dân làng của chúng ta, để rồi chúng ta là những người phải gánh chịu hậu quả. Hoặc cũng có thể chính gia đình này đã gieo rắc mầm bệnh ấy cho chúng ta chứ không chừng. Dân làng ban đầu không tin, nhưng càng nghe Tồn nói lại càng cảm thấy rất hợp lý. Vì đúng là sau khi gia đình ông bà Thổ chuyển đến đây thì dân làng mới gặp phải chuyện này. Một người liền nói. Phải đây, cậu Tồn nói rất hợp lý. Chúng ta không thể bỏ qua bất kỳ điều gì được. Bà Thổ bây giờ mới nhìn dân làng. Bà ấp úng. Này, mọi người đang nói cái gì vậy? Tại sao chúng tôi lại là người mang mầm bệnh đến đây chứ? Chúng tôi hoàn toàn không có bệnh gì cả. Nếu như có, chẳng phải vợ chồng tôi đã chết rồi hay sao? Sao mọi người lại nói như vậy? Tồn lại một lần nữa, nghiêm mặt nói. Nếu ông bà không mang bệnh trong người, thì chính là những người gieo rắc mầm bệnh cho cái làng này. Tôi nói có đúng không? Nếu không thì bây giờ chồng bà đâu? Tại sao ông ấy không đến đây? Chắc là đang đưa mầm bệnh đi đâu đó, rồi tiếp tục hại người chứ gì? Cậu đang nói cái gì vậy? Gieo rắc mầm bệnh gì chứ? Chúng tôi chẳng biết gì cả. Lúc này dân làng hoàn toàn bị lời nói của Tồn thuyết phục. Họ lớn tiếng nói. Bà Thổ hãy cho họ biết đi. Có phải sự thật đúng như cậu Tồn vừa nói không? Tại sao ông bà làm vậy? Dân làng này làm cái gì đắc tội với ông bà chứ? Chồng bà hiện đang ở đâu? Ông bà đã làm gì với hai người họ? Tại sao họ lại chết như thế? Các người quá độc ác mà. Uổng công dân làng chúng tôi tốt với gia đình của bà. Vậy mà ông bà lại lấy oán báo ân. Đúng vậy đó. Mà nói đi. Rốt cuộc ông bà đã hại họ như thế nào? Còn không mau nói thì đừng có trách dân làng này độc ác đó. Bây giờ dưới sức ép của dân làng, bà Thổ chẳng thể nói được câu gì cả. Bà cứ ú ớ trong miệng, nước mắt chảy ra vì sự oan ức của bản thân. Tồn thấy thế lại càng nói lớn. Mọi người nhìn xem đi. Bà ta bây giờ không thể cãi cái gì được nữa. Như vậy là đúng như anh ta đã nói. Họ chính là kẻ gây ra những chuyện này. Nghe Tồn nói, mọi người lại nhốn nháo. Vậy bây giờ chúng ta làm như thế nào đây? Cả gian nhà bỗng chốc im lặng vì chưa biết tính sao. Bất ngờ từ đằng trong góc phòng, một người dõng dạc thốt ra câu chắc nịch.
Mọi người nghe thấy cũng không khỏi bất ngờ. Vậy thì làm theo quy định của làng đi. Nhốt chúng lại. Khi nào chịu khai ra thì tìm cách giải quyết tiếp. Người vừa nói không ai khác lại chính là người đàn ông tên Dầm. Một người vốn nổi tiếng sống kín tiếng, ít khi nói chuyện và tham gia quá nhiều vào việc của làng. Mọi người có quá vội vàng hay không vậy? Chuyện này còn chưa rõ ràng. Sao có thể làm như vậy được? Thầy Một lên tiếng cản, nhưng một tay làm sao có thể ngăn được gió lớn. Sức ép của dân làng lúc này đã đạt đến đỉnh điểm. Thầy Một cũng chẳng thể cãi lời. Giọng ông trưởng làng lại vang lên. Được rồi, vậy chúng ta sẽ làm theo quy định của làng đi. Lời vừa dứt, trưởng làng ra hiệu cho dân làng. Bà Thổ ngay lập tức bị bắt lại, bẻ ngược cánh tay về phía sau mà đưa đi. Bà hét lên. Mọi người làm cái gì vậy? Chúng tôi chẳng biết gì cả. Vào thả tôi ra. Bà cứ thế vùng vẫy, nhưng sức của một người phụ nữ làm sao có thể làm lại hai người đàn ông vạm vỡ. Họ kéo bà đi đâu đó, âm thanh la hét cũng nhỏ dần. Ở nhà, ông Thổ còn đang mê man thì âm thanh đạp cửa vang lên. Ngay lập tức hàng chục người đàn ông ập vào, rồi lại đập thẳng vào cửa phòng ngủ. Thấy ông Thổ đang nằm trên giường, họ ập tới kéo sệt ông dậy rồi đưa đi trong sự ngỡ ngàng. Ông chẳng biết mình đang bị đưa đi đâu và có chuyện gì xảy ra. Này, mọi người làm cái gì vậy? Sao lại kéo tôi đi đâu vậy? Đang kéo ông đi là hai người đàn ông mà ông Thổ vẫn hay gặp. Bình thường trong họ rất hiền hậu, nhưng chẳng hiểu tại sao hôm nay kể cả hai người đó và gần chục người đang bước phía trước lại trở nên bậm trợn. Họ cứ thế chẳng nói chẳng rằng đến một căn nhà gỗ ở phía sau làng. Họ mở cửa ra kéo ông vào trong đó, rồi trói chặt ông lên cái cột nhà. Chưa hết, bất ngờ ông còn thấy vợ mình và đứa con đã bị trói ở đó từ bao giờ. Vậy là hiện tại, cả gia đình ông bà đều đã bị trói, mà chẳng hiểu vì lý do gì. Mấy người cứ chờ ở đây đi. Chờ cho qua hội làng sắp tới, chúng tôi sẽ điều tra ngọn ngành việc mà gia đình ông bà đã làm ở cái làng này. Người vừa nói chính là ông trưởng làng, nét mặt vô cùng tức giận, còn có phần đáng sợ khác hẳn ngày thường. Nói xong, ông và mấy người kia liền rời đi, khóa chặt cửa lại. Bên trong phòng, ông Thổ hỏi vợ về những chuyện đang diễn ra. Bà đã kể những gì xảy ra trong cuộc họp. Giờ ông mới biết nguyên nhân mình bị bắt là như thế này. Đến bây giờ, hai ông bà bắt đầu sợ sệt. Họ bàng hoàng nhận ra, đằng sau vẻ mặt tốt bụng hiền hòa mà cả tháng nay ông bà nhìn thấy, hiện đang là vẻ mặt đáng sợ cùng với thái độ lạnh lùng. Họ sẵn sàng bắt nhốt người khác, thậm chí là một đứa trẻ vô tội cũng không tha, chỉ vì một nguyên nhân nào đó chưa được rõ ràng. Cả gia đình bị trói ở đó suốt mấy ngày liên tục, cơ thể cũng lả đi, chẳng còn chút sức lực nào. Mỗi ngày vẫn có người đem cơm nước cho ông bà, nhưng họ cũng chỉ ăn được một ít mà thôi. Nửa đêm hôm đó, hai ông bà đã tái nhợt vì đã kiệt sức. Bên ngoài âm thanh của dân làng ầm ĩ như đang chuẩn bị làm gì đó. Qua từng khe hở của ngôi nhà, ông Thổ vẫn trông thấy đằng xa ánh lửa đang lập lòe. Bỗng ông giật mình vì ngay bên ngoài cửa vang lên tiếng chiếc ổ khóa bị bật mở. Ông Thổ nuốt nước bọt vì không biết tại sao hôm nay lại có người đến đây vào giờ khuya. Mắt ông chăm chú nhìn về phía cánh cửa để xem đó là ai. Nhưng lạ thay, chờ mãi mà chẳng thấy ai mở cửa. Không gian bên trong nhà lập tức lạnh đi trông thấy. Cơn lạnh cắt qua da thịt, lạnh đến thấu xương, giống như cảm giác mà hai lần trước ông nhìn thấy bóng người ở trước sân nhà và ở ngoài đường. Hơi thở của ông Thổ lúc này gần như muốn ngừng lại vì hồi hộp. Bên cạnh bà Thổ và đứa con đang nhắm nghiền đôi mắt vì đã mệt mỏi, chẳng hay biết gì cả. Chỉ có ông là cảm nhận được những gì đang xảy ra. Nhiệt độ càng giảm, ông Thổ càng muốn liệm đi. Ánh mắt lờ mờ như đã muốn đóng lại. Trước mắt ông mập mờ một thân ảnh quen thuộc từ từ hiện ra. Đó chính là những gì cuối cùng mà ông Thổ nhìn thấy. Dậy đi,
Bác mau tỉnh dậy đi. Tỉnh dậy cứu lấy gia đình bác và cả dân làng này nữa. Giọng nói âm vang lạnh lạnh phát ra từ thân ảnh đang đứng trước cơ thể đã đổ gục ở dưới đất của ông Thổ. Nó cứ âm vang truyền vào tai của ông. Đứng ở đó là hồn ma của một cô gái, gương mặt đầy sự gấp gáp nhìn ông, miệng liên tục gọi như muốn ông tỉnh lại. Bóng ma của người con gái có âm vang gọi ông. Bác Thổ à, mau dậy đi, mau dậy đi bác. Ông Thổ bây giờ mới mở mắt, gương mặt mệt mỏi, bên tai còn đang vang vọng giọng nói kia. Ông cố đưa mắt nhìn xung quanh xem là ai đang nói. Gương mặt vốn đã tái nhợt vì kiệt sức lại càng trở nên biến sắc khi thấy bóng dáng của người đang đứng trước mặt. Ông ấp úng, giọng đã lạc đi. Là vì quá mệt và hoảng hốt với người đang xuất hiện, ông chẳng thể nói thành lời. Bấy giờ trong đầu ông lại âm vang một câu nói khác. Là cháu Xuân đây nè. Bác bình tĩnh đừng có sợ, cháu ở đây là để cứu bác đó. Ông Thổ vẫn còn đang sợ hãi, cố gắng ngồi dậy, miệng thều thào. Cháu vẫn còn sống sao? Đến bây giờ khi đã ngồi dậy được dựa vào cột nhà, mắt đã có thể mở. Ông hoàn toàn nhận ra người đang đứng trước mặt của mình chính là Xuân, người đã mất cách đây ít hôm vì chứng bệnh kỳ lạ. Bộ quần áo cô ta đang mặc cũng giống như của người mấy hôm xuất hiện mập mờ ở trong màn sương đêm dày đặc. Ông thấy Xuân lắc đầu, thân ảnh lại một lần nữa mập mờ ẩn hiện. Giọng nói của cô âm vang trong đầu. Không, cháu đã chết rồi. Hiện tại chỉ là một hồn ma giấc dưỡng thôi. Bác phải bình tĩnh lại. Mau lên, kẻ đó đang muốn giết cả cái làng này đó. Phải nhanh lên thì mới kịp. Giết cả cái làng này là sao? Là ai mới được chứ? Không còn nhiều thời gian nữa, bác phải mau lên. Tự bác sẽ tìm ra những khúc mắc đó. Bên ngoài ở khoảng sân đất gần giữa làng, đám người đang tất bật chuẩn bị để làm gì đó. Ông trưởng làng nói: Mọi người cố gắng lên, nhất định chúng ta phải hoàn thành cho kịp đến hội làng. Hôm nay có lẽ sẽ phải làm xuyên cả đêm đó. Mọi người cắt cử nhau ra để thay phiên nhau làm cho khỏi mệt. Dân làng gật đầu vâng dạ rồi chia nhau ra. Với họ, kể từ khi bắt nhốt gia đình ông Thổ thì chẳng còn ai gặp phải chứng bệnh kỳ lạ kia nữa. Chẳng còn ai phải chết một cách đau đớn, khiến họ càng thêm khẳng định gia đình ông chính là nguồn cơn gây ra mọi chuyện. Dân làng dự định sau khi tổ chức xong hội làng vẫn hay diễn ra hàng năm thì sẽ đưa gia đình đó ra để hỏi tội. Bỗng ông trưởng làng nhìn về phía ngôi nhà mà gia đình ông Thổ đang bị nhốt. Ông ta đột nhiên cảm thấy có chuyện không lành thì ra hiệu cho một thanh niên. Xóm, mày chạy qua bên ngôi nhà đó canh chừng đi. Tao cảm thấy hình như có chuyện đó. Qua đó canh chừng, tránh để cái nhà đó bỏ trốn. Xóm nghe vậy hiểu ý, liền vâng dạ chạy đi hướng thẳng về ngôi nhà gỗ sau làng. Ở đó ông Thổ mới nghe thêm được về những chuyện đang diễn ra thì vô cùng hoang mang. Ông hỏi Xuân, giọng đầy vẻ e sợ. Cổ trùng sao? Nó là thứ gì mới được chứ? Xuân ra hiệu cho ông rời đi. Không còn cách nào khác. Bây giờ ông đành phải dồn hết niềm tin vào một bóng ma mà thôi. Hiện tại vợ con ông vẫn còn bị trói. Nhưng thời gian cấp bách tạm thời vẫn phải để họ ở lại đây, rồi sẽ tìm cách cứu sau. Cánh cửa ban nãy đã được Xuân phá khóa. Ông Thổ đẩy nhẹ là có thể mở ra. Ông toan chạy thẳng ra ngoài thì lại đứng khựng vì trước mặt ông là một bóng người cầm đuốc đã đứng đó từ khi nào. Nhìn thấy ông Thổ phá cửa chạy ra, người đó hét toáng lên. Lão già, mày muốn chạy đi đâu? Nói rồi hắn không để cho ông Thổ kịp phản ứng thì lao ầm tới bắt lấy ông. Kẻ đó chính là Sớm. Nghĩ rằng một người đàn ông lớn tuổi vốn đã cạn sức sau mấy ngày đã bị trói, mình có thể dễ dàng bắt lại được. Vậy là Sớm lao tới tấn công. Thế nhưng khi vừa chạm được một tay vào áo của ông Thổ thì mặt của nó đã trở nên biến sắc. Tay người đàn ông mà hắn cho là yếu ớt đã quay sang túm chặt cổ hắn từ khi nào. Quá bất ngờ, Sớm giận hẳn. Nhìn qua gương mặt của ông thì càng trở nên sợ hãi.
Mặt ông Thổ lúc này như đã biến đổi, đôi mắt trợn trừng trắng giả, nhìn hắn chằm chằm vô cùng sắc lạnh. Ông là... Chỉ kịp ú ớ vài chữ, hắn đã bị ông Thổ xách cổ ném qua một bên, người đập vào cột nhà rồi rơi xuống nền đất ngất xỉu. Hồn của Xuân bên trong cơ thể ông Thổ lúc này mới xuất ra ngoài. Thì ra ban nãy trong lúc nguy cấp, cô buộc phải nhập vào người ông để thoát khỏi sự vây hãm của xóm. Ông tỉnh lại thấy tên kia đã nằm ngất ở một bên thì khá bất ngờ, nhưng cũng không hỏi, liền chạy đi theo lời Xuân đang âm vang ở trong đầu. Mau lên đi, mau tới đó. Ông Thổ gắng hết sức mình chạy một mạch trong đêm tối ở phía sau làng, thẳng về nơi mà Xuân chỉ điểm. Đến nơi thì hồn của Xuân đột nhiên biến mất. Ông Thổ nấp bên hàng rào của ngôi nhà tối đen trước mặt thì tự hỏi, ngôi nhà này rốt cuộc là có thứ gì ở trong đây chứ? Đứng đó tự hỏi một lúc, ông mới rút hết can đảm để tiến vào. Sợ bên trong vẫn có người, ông phải từng bước rón rén, tránh gây ra tiếng động. Càng tiến đến gần thì cảm giác run sợ càng ập tới vây lấy toàn thân. Sự quái dị mà ngôi nhà này mang lại càng thêm rõ rệt. Nó cứ toát ra cái cảm giác lạnh lạnh rợn người, khiến ông dựng cả tóc gáy. Từng nhịp thở nho nhỏ phát ra cũng khiến ông cảm thấy sợ hãi. Đoạn đường từ phía hàng rào tới cửa nhà sau của ngôi nhà không xa. Thế nhưng, phải mất cả một khoảng thời gian dài, ông mới có thể tiếp cận được. Ông đứng im áp tai vào thành gỗ, sau đó lại nhìn vào trong qua các khe hở, để xem có ai ở trong nhà không. Sự sợ hãi càng lúc càng tăng lên. Bên trong ngôi nhà, một mùi hương gì đó phát ra, giống như là mùi của mấy nén nhang. Mọi thứ hoàn toàn yên tĩnh và tối đen như mực. Chỉ có ông Thổ hơi thở vẫn nặng trĩu từng nhịp. Giờ mà có âm thanh gì đó phát ra, chắc ông chỉ có thể đứng tim mà chết ngay lập tức. Chạm tay vào cánh cửa sau, ông thầm nghĩ nó sẽ bị khóa. Nhưng không, chỉ vừa chạm nhẹ, nó đã mở được và tạo ra tiếng có két. Ông vội đưa tay giữ cánh cửa lại, để tránh âm thanh kia phát ra. Nếu như có người, ông chắc chắn sẽ bị phát hiện. Phải đứng trấn tĩnh lại sau sự việc vừa rồi một chút, ông mới tiếp tục lách người qua cửa mà tiến vào bên trong. Lúc này ông mới nhận ra, chỉ có không gian trước mặt ông là đang tối đen mà thôi. Mùi hương ban nãy vẫn thấp thoáng, đằng trước dường như đang có một căn phòng bị khóa kín. Len theo từng khe hở, lúc này mới thấp thoáng ánh sáng được hắt ra từ ngọn đèn dầu. Rón rén tiến lại, ông Thổ mò mẫm để tìm cánh cửa. Cuối cùng ông cũng đã tìm được. Nó đã bị khóa từ bên ngoài. Điều này chứng tỏ rằng chẳng có ai ở trong nhà. Nhưng làm sao để mở được thì ông Thổ vẫn chưa thể nghĩ ra. Trực giác của ông cho biết bên trong căn phòng này nhất định ẩn chứa một điều gì đó. Có thể như lời Xuân nói, đây chính là nơi cất giấu sự thật về hai cái chết của chính Xuân và cả bà Thò. Bên ngoài, ông trưởng làng và mọi người đang tất bật với công việc của mình. Đang loay hoay dựng cái cục trụ để làm gì đó, thì thằng xóm từ đâu chạy về, vừa chạy nó vừa ôm lấy cơ thể mình mà nói lớn. Có chuyện lớn rồi. Nghe thấy giọng thằng xóm, ông trưởng làng dừng tay. Ông nhìn qua một bên thì thấy đúng là nó. Ông hỏi, có cái chuyện gì vậy? Sao tao bảo mày qua đó canh chừng mà lại chạy về đây? Ông Thổ chạy thoát rồi, mau cho người đi tìm ông ấy đi. Trời đất, mày làm ăn cái kiểu gì? Sao lại để ông ta chạy thoát? Cháu không biết, vừa mới chạy tới đó thì ông ấy đã phá cửa chạy ra bên ngoài. Cháu lao tới định bắt lại thì bị ông ấy túm cổ rồi ném vào cột nhà ngất liệm đi, cho tới giờ thì mới tỉnh lại nè. Bây giờ tôi chạy về báo cho mọi người, nhưng mà vợ con ông ấy á thì vẫn đang bị trói ở đó. Trưởng làng nghe tới đây
chẳng còn nói thêm điều gì, liền tập hợp mọi người, chia nhau ở lại tiếp tục công việc. Người thì kéo nhau đi tìm. Tiếng dân làng hì hục cầm đuốc chạy đi khắp nơi mà tìm kiếm. Quay trở lại ngôi nhà nơi ông Thổ đang ở đó, chẳng biết bằng cách nào, lúc này ông đã có thể mở cửa và tiến vào bên trong. Ông liền tìm kiếm lục lọi để tìm một thứ gì đó. Mồ hôi mồ kê đã toát ra ướt đẫm. Lục lọi thêm một lúc, hai mắt ông Thổ sáng bừng khi phát hiện ra một cuốn sách nhỏ ở dưới mấy tấm ván kê chiếc giường. Ông liền lôi nó ra, đọc từng dòng chữ trong ánh đèn dầu đang cháy lập lòe. Cổ trùng huyết tử. Đó là những dòng đầu tiên mà ông đọc được ngay sau khi mở cuốn sách ra. Đọc thêm những chữ phía dưới, ông càng tái mặt, toàn cơ thể như có một làn sóng điện rẹt qua, hơi thở cũng lạnh đi nhanh chóng. Ông gằn giọng. Là ông ta, không còn nghi ngờ gì nữa, chính là ông ta. Bên ngoài, dân làng vẫn đang đổ về tứ phía để tìm kiếm ông Thổ. Họ lùng sục từng ngóc ngách, hoặc cả nhà của ông để xem ông có lẻn về đây hay không, nhưng cũng chẳng tìm được. Một thanh niên liền bảo. Có khi nào lão chạy ra khỏi làng rồi hay không? Không đâu, nhất định lão còn đang trốn ở đâu đó thôi. Vợ và con ông ta còn ở đây, sao lão có thể trốn đi một mình được chứ? Họ lại thắc mắc nhìn nhau. Trong đám đông lúc này có một người khuôn mặt như đang tái đi, toàn thân run rẩy vì đang cảm nhận được điều gì đó. Mặt người đó căng thẳng tột độ, mồ hôi mồ kê chảy ra ướt cả áo từ khi nào. Cháy, mau tới dập lửa. Còn đang nhìn nhau thì từ nơi nào đó có tiếng người hô lớn, ngay sau đó là tiếng gọi của những người khác, vì một nguyên nhân duy nhất, đó chính là trong làng đang có cháy. Ánh sáng rừng rực từ ngọn lửa được phát ra ở ngôi nhà nằm gần phía sau làng. Ông trưởng làng chỉ kịp hét lên. Dạ của họ. Đằng sau lưng ông, một bóng đen hồng hộc chạy lên và trúng phải người ông rồi phóng đi nhanh. Người đàn ông đang chạy đó chính là ông Dậm. Dân làng kéo đến nơi thì hoảng hốt. Ngọn lửa chỉ trong phút chốc đã thiêu rụi ngôi nhà gỗ chẳng còn lại gì cả. Chẳng biết bằng thế lực nào, nhưng nó chỉ còn lại toàn là than vụn đang cháy hồng, phát ra những âm thanh tí tách. Mấy người đến nơi chứng kiến cảnh tượng ngôi nhà bị cháy thì hoang mang tột độ. Họ còn hoang mang hơn khi chỉ tay về phía người đang đứng trước sân mà hô lớn. Ông Thổ, chính là ông Thổ, là ông ta đã làm. Dân làng đã kéo đến đông đúc, có cả ông Dậm. Ông ta nghiến răng nhìn ông Thổ, gằn giọng. Thằng chó, mày đã làm cái gì nhà tao vậy? Ông Thổ không thèm trả lời, chỉ nhếch mép cười. Ông trưởng làng bây giờ có mặt liền hỏi. Này ông Thổ, dân làng này đắc tội gì với ông? Tại sao ông lại làm ra cái trò này? Hả? Tại sao ông làm như vậy? Ông Thổ liếc mắt qua nhìn trưởng làng bằng ánh mắt tức giận. Làm gì sao? Tôi chẳng làm cái gì cả. Chỉ là đang thay trời hành đạo, cứu lấy gia đình tôi và cả dân làng này. Một đám quỷ đội lốt người, sống giả tạo và độc ác. Tôi không thể tin được các người chỉ vì một sự nghi ngờ có thể đẩy chúng tôi vào chỗ chết mà chẳng chịu tranh luận phải trái. Chưa tìm ra bằng chứng thì đã vội kết tội vu oan cho chúng tôi. Nhưng vì lời hứa với cô ấy, hôm nay tôi sẽ cứu lấy cái đám ngu xuẩn của các người. Tùng bây giờ cười lên một tiếng rồi hất hàm nói. Loại người độc ác như ông mà còn có thể nói ra những lời như thế sao? Ông giết vợ tôi, giết bác Thoa, hai mạng người vô tội chẳng vì một lý do nào. Hôm nay lại dẫn lửa phóng hỏa thiêu rụi cả nhà của bác Dầm, toàn là những việc không còn tính người. Bác Dầm đây suốt bao năm ăn ở hiền lành, tuy có kính tiếng, ít khi giao tiếp với ai, nhưng thực ra là một người rất tốt. Vậy ông ra tay tàn độc như vậy, lại ở đó nói ra những lời đạo lý mà không biết ngượng mồm sao? Ông Thổ cười lên chua chát, xong ông đanh mặt lại mà nói. Hiền lành sao? Chân chất thật thà sao? Các người nhầm rồi. Người mà cái đám dân làng này ca tụng đó
mới chính là kẻ đã gây ra tất cả. Ông trưởng làng, nếu như ông còn một chút tỉnh táo ở trong đầu, thì mau cầm lấy thứ này mà đọc lớn cho mọi người nghe. Nói rồi ông ném thẳng cuốn sách mà ban nãy tìm được cho ông trưởng làng. Ông ta theo phản xạ, liền đưa tay đón lấy nó. Tuy còn chút nghi ngại, nhưng ông vẫn mở nó ra, rồi đọc lên cho mọi người nghe. Cổ trùng huyết tử là loại cổ trùng được thầy Mo tạo ra từ ngàn năm trước. Nó được tạo ra nhằm mục đích rút máu của người khác. Thầy Mo lấy thứ dòi tìm được trong xác chết đã phân hủy của thú vật, rồi đem về nuôi chúng bằng xác của những loài động vật khác. Trong vòng 49 ngày, thầy Mo kiềm chế không để chúng phát triển quá mức, trở thành ruồi nhặn. Đủ 49 ngày, thầy Mo liền đem số dòi bọ này đi sấy khô, rồi tiếp tục yểm bùa thêm 49 ngày nữa thì mới hoàn thành. Sau đó, dòi đã được sấy khô sẽ được thầy Mo hòa trộn vào thức ăn hoặc bất kể thứ gì có thể hòa lẫn, như nước trà, thuốc sắc của các nạn nhân mà thầy Mo nhắm tới nhằm một mục đích nào đó. Dòi sau khi đi vào cơ thể người thì gặp máu dẫn, nó lập tức sống lại rồi ngay lập tức phát triển. Nó sinh sôi trong cơ thể vật chủ rồi nhanh chóng hút lấy máu của nạn nhân. Không chỉ hút máu, chúng còn ăn luôn các bộ phận bên trong cơ thể con người và đặc biệt là tim. Chính vì vậy, nó được gọi là cổ trùng huyết tử. Nạn nhân trúng phải thứ này, thời gian phát tác còn tùy thuộc vào thầy Mo. Khi được mở phong ấn thì nó mới bắt đầu tấn công vật chủ. Người trúng phải thứ này chỉ có một kết quả duy nhất, đó chính là vong mạng. Dân làng nghe tới đâu thì nổi da gà đến đó, không thể tin được trên đời này lại có thứ kinh khủng đến vậy. Ông Dầm từ nãy đến giờ cúi gằm mặt chẳng nói gì, toàn thân như đang run rẩy. Ông ta không run vì sợ với những gì mà trưởng làng đang đọc, mà là vì bí mật của ông đã được bại lộ. Trưởng làng đọc tới đây thì mồ hôi mồ kê túa ra. Ông nhìn về phía ông Thổ, lắp bắp nói: "Tại sao ông đưa cho tôi thứ này?" Ông Thổ liền đáp: "Lý do hả? Vì đó chính là nguyên nhân của hai cái chết trong làng. Chính chủ nhân của cuốn sách đó là kẻ đã gây ra tất cả, cũng chính là chủ của ngôi nhà này. Đúng, không ai khác, đó chính là ông Dầm." Lời khẳng định đanh thép của ông khiến dân làng càng thêm hoảng sợ, nhưng vẫn còn chưa tin. Một trong số đó liền nói: "Ông đừng có mà ăn nói sằng bậy. Làm sao bắt Dầm có thể là kẻ gây ra chuyện này được? Tôi nghĩ chính ông mới là người đã luyện ra nó rồi làm hại dân làng. Bây giờ lại đổ tội cho bắt Dầm, đúng là không thể chấp nhận được." Đám người nghe vậy liền hưởng ứng: "Đúng vậy đó, chúng tôi không có tin ông đâu." Ông Thổ lắc đầu cười, chẳng biết ông lấy tự tin ở đâu mà có thể điềm tĩnh đến như vậy. Ông khẳng khái nói: "Các người vẫn cố chấp cho là tôi làm sao? Vậy tôi hỏi các người, tôi mới đến đây chẳng có ân oán gì cả, ngược lại lại được mọi người đối xử rất tốt. Vậy thì có lý do gì mà tôi lại ra tay ám hại mọi người? Hơn nữa như bác trưởng làng đã đọc trong cuốn sách, để luyện ra thứ đó phải mất rất nhiều thời gian. Nhưng mà tôi chỉ mới tới đây vỏn vẹn một tháng, nhà cũng vừa được mọi người giúp đỡ dựng lên. Thế thì lấy đâu ra thời gian để luyện nó? Thêm nữa các người nghĩ xem, ngày chúng tôi xuất hiện ở đây, trong tay hoàn toàn chẳng có gì, được mọi người cưu mang. Nếu không chắc cả nhà tôi cũng đã chết ở đầu đó. Vậy nên đối với người dân trong làng này, ân trọng như núi, làm sao có thể ra tay tàn độc đến như vậy được? Còn nữa, nếu như muốn bỏ độc hai người đó hay với mọi người thì phải dùng thức ăn hoặc là trà hay thuốc. Nhưng ngày duy nhất chính là ở buổi tiệc nhà tôi. Thực phẩm là do mọi người chọn, thức ăn là do mọi người nấu. Vợ chồng tôi chẳng có cơ hội nào để mà ra tay làm cái việc đó. Nghĩ kỹ lại mà xem, hôm ấy các người còn dùng thứ gì không đến từ tay chính mọi người chọn, mà là của một người khác làm ra?" Dân làng nín thở im lặng nghe từng lời ông Thổ nói ra. Đến lúc này họ nhận ra đúng như lời ông nói. Có cố tìm tới mức nào cũng chẳng tìm ra cơ hội để gia đình ông có thể ra tay hãm hại dân làng, dẫn đến hai cái chết đau đớn. Đến câu hỏi cuối cùng, họ trầm ngâm suy nghĩ. Một người trong đám đột nhiên ồ lên: "Trà! Trà! Chính là loại trà của bác Dầm mà chúng ta mang qua đó để uống đó. Đúng rồi, bằng nãy bác trưởng làng có nói
thầy Mo cũng có thể hạ độc bằng cách trộn cái thứ cổ trùng gì đó vào trà mà để cho người ta uống. Dân làng nháo nhác nhìn nhau, rồi lại nhìn về phía ông Dậm. Ông ta vẫn đứng im lặng không nói gì. Sự hoảng sợ vây lấy dân làng, họ đứng tránh ông Dậm ra, mặt mày tái mét. Không thể ngờ người đàn ông trước mặt lại độc ác tàn nhẫn đến như vậy. Bên cạnh ông Thổ lúc này, bóng ma của Xuân đã hiện ra từ lúc nào. Nhìn thấy hồn ma, dân làng lại càng thêm hoảng sợ. Xuân vội cất tiếng âm vang. Mọi người đừng sợ, nghe lời của cháu. Kẻ tên Dậm kia chính là người đã gây ra chuyện này. Hắn đã nuôi cổ trùng từ rất lâu rồi, nhưng về mục đích thì cháu không rõ. Tất cả mọi người đều đã trúng độc. Nếu muốn sống thì phải tỉnh táo lại, tin lời của cháu và bác Thổ. Kẻ đứng bên cạnh mọi người mới chính là người đứng sau tất cả. Xuân nói tới đây thì bóng hình mờ đi và nhanh chóng biến mất. Suốt mấy hôm liền cứ cố gắng hiện ra báo cho ông Thổ, rồi lại ra tay nhập vào người giúp đỡ ông, khiến hồn phách của cô nhanh chóng yếu dần. Dân làng đến giờ mới tin vào những lời của ông Thổ. Họ túm lấy ông Dậm gằn giọng. Thằng khốn, sao ông lại làm ra cái chuyện không còn tính người như vậy? Ông Dậm bị dân làng túm lấy, toàn thân chỉ có thể bất động. Ông ta nhếch miệng cười rồi nói. Không còn tính người sao? Các người nói ra thì cũng phải tự xem lại mình trước cái đã. Suốt bao nhiêu năm các người gây ra tội ác, sẵn sàng đẩy người khác vào chỗ chết chỉ để thỏa mãn cái sự ngu xuẩn. Chúng mày chẳng cần bằng chứng, chỉ cần có lý do, chỉ cần là những gì mà chúng mày coi là hợp lý, thì liền bắt người đó đem đi tra tấn, ép phải nhận những việc mà mình không làm, rồi sau đó bỏ đói cho tới chết. Tất cả chúng mày quá độc ác, thì làm sao đủ tư cách nói người khác. Năm xưa nếu không phải tao may mắn thoát ra khỏi cái ngôi nhà mà chúng mày gọi là nhà luật làng đó, thì có lẽ tao cũng đã chết theo cha mẹ tao rồi. Chúng mày quá độc ác, tất cả đã trúng độc, chúng mày sẽ không còn ai được sống cả. Ông ta cười lên man dại, nụ cười đầy sự độc ác và sự tàn bạo kèm theo cả sự chết chóc. Cười xong, ông lẩm nhẩm đọc ở trong miệng gì đó. Ngay lập tức rất nhiều người đổ gục xuống đất, ho lên sặc sụa, tay ôm lấy cổ, rồi nôn thốc nôn tháo, nôn ra cả máu, rồi đồng tử giãn ra, lập tức chết ngay. Trong những ngụm máu mà đám người nhổ ra, còn có thứ sinh vật gì đó kỳ dị còn đang nhớm máu bò lúc nhúc, mùi hôi thối xộc lên. Quá nhiều người chết, máu me đỏ thẫm cả một vùng. Ông Thổ bức xúc hét lên. Đủ rồi, dừng lại đi, đừng có giết thêm người nữa. Ông Dậm nghe vậy thì lừ mắt, nhưng rồi cũng dừng lại. Không còn ai đau đớn chết đi nữa. Ông Dậm nói. Chúng mày đã phải trả giá. Bàn tay của tao cũng đã nhớm máu quá nhiều. Tao cũng phải trả giá cho chính tội ác của mình. Nói rồi ông lại nhìn qua phía ông Thổ mà nói. Gia đình ông có nói thế nào cũng không phải những kẻ có giả tâm độc ác đó. Nhưng vì sự xuất hiện của gia đình ông cũng chính là cơ hội để tôi báo thù, cho nên mới thuận theo dân làng mà đổ tội cho ông. Những kẻ phải chết đã chết, tôi thành thật xin lỗi ông. Một câu ngắn gọn, ông Thổ còn chẳng kịp đáp lại thì ông Dậm đã hét lên từng tiếng đau đớn. Bên trong cơ thể như có thứ gì đó lúc nhúc thì nhau cắn xé, từng mảng da bị bật ra cùng với từng miếng thịt thối rữa rớt ra ngoài. Máu từ đó cuốn theo những thứ sinh vật kỳ dị hôi hám. Thì ra để nuôi được trùng, chính cả người luyện ra nó cũng phải cấy nó vào trong người. Ông Dậm đã tự đền tội bằng cách này và chết ngay lập tức. Mọi chuyện kết thúc, gia đình ông Thổ cũng đã được giải oan mà được thả ra, tiếp tục được sống trong làng. Tất cả họ đều đã trúng độc trùng, nhưng trong cuốn sách mà ông Thổ tìm được có viết về cách giải. Thế nên sau đó thầy Một cũng cố gắng bào chế thuốc để cho mọi người uống. Rất lâu sau đó chẳng ai bị làm sao cả. Họ nghĩ rằng có thể trùng đã được giải. Họ cũng nhận ra sự sai lầm của mình đã dẫn đến mọi chuyện. Kể từ ấy họ bảo nhau sống thật lương thiện, chẳng đèn phải trái rõ ràng minh bạch,
không còn thoái kết tội ai đó một cách quy chụp, rồi để mặc họ đến chết nữa. Những thứ trùng đó thực sự có được giải không thì chẳng ai có thể biết được. Có thể một ngày nào đó, khi tâm địa ai đó trở nên độc ác, nó sẽ quay trở lại cắn xé tim của người đó. Buổi chiều tà, ông Thổ đứng nhìn lên trời lòng nặng trĩu. Ông vẫn đang suy nghĩ về những lời xin lỗi mà ông dầm nói trước khi chết. Liệu ai là kẻ ác? Ai là kẻ không còn tính người? Ai là kẻ sai? Ai là người đúng? Ai mới là nguyên nhân của tất cả mọi chuyện? Đó là một câu hỏi mà ông chẳng bao giờ có thể lý giải được. Quý thính giả vừa nghe xong tập truyện ngắn Cổ Độc Trùng của tác giả Thiên Tường. Cảm ơn quý vị đã theo dõi câu chuyện tối ngày hôm nay. Đến đây Trần Thi chúc cho quý vị một buổi tối an lành. Hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo.